Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết chiến tranh với nhan đề Tiếng nổ trên không trung của tác giả Trần Đình Thế, câu chuyện của những người lính trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Phần thứ nhất Bây giờ chỉ còn lại một mình tùng giữa cánh rừng bạt ngàn. Mặt trời đã ngả sang hướng Tây, ánh nắng đang dần dần dịu nhạt. Dưới tán cây rậm rạp, trên mặt đất, lớp lá mục dày còm, âm ẩm. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lốm đốm xuống nền rừng. Im ắng, cánh rừng chìm trong huyền ảo và cô tịch. Thỉnh thoảng, ngay trên đầu anh, một bầy chim kêu rú lên, rồi bay loạn xạ, như có ai chọc vào tổ chúng. Từ trong lớp lá mục, đàn mũi bay lên, vo vo, loang loáng trên cành cây, một con sóc bông đuôi to hơn người, đang ăn quả gắm. Thấy động, nó quay ngoắt người lại, dương cặp mắt tròn xoe, trong suốt lên. Một phút bàng hoàng kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của con vật khổng lồ, kỳ dị con sóc nhà vội hạt gắm ra khỏi miệng rồi tung người lên bay là là sang cây bằng lăng trước mặt thoát cái nó đã tót lên đến ngọn cây bây giờ thì chả còn gì có thể đe dọa được nó nữa nó khoan thai nhìn xuống rồi bình thản giơ bàn chân trước lên vuốt vuốt những sợi ria mép vẻ ngạo mạn hai tay buông thõng xuống mồ hôi vã ra tim đập dồn dập trong lồng ngực anh lúng thững bước càng dấn sâu vào cái thâm nghiêm hoang dã của rừng già anh càng hoảng sợ anh đã bị lạc đường thật sự. Mệt, mỏi mỗi lúc một chục xuống. Anh cảm thấy đói và khát nước. Anh sờ vội vào ngang người, cái dây lưng có túi cơm nắm và bi đông nước đã văng đi đâu mất từ lúc nào. Anh dừng lại, tựa vào gốc cây. Chỉ một phút, anh đã đúng bật dậy, cắm cúi bước. Anh sợ, một vài giờ nữa thôi, bóng tối sẽ chụp xuống. Lúc đó, những giọt nước mắt tự dưng ứa ra, anh hoảng hốt nhắm hướng Tây, cắm cổ chạy sợi dây rừng mắc vào bắn súng kéo giật lại làm anh ngã nhào cả người anh lặn vào giữa bụi mây anh mím môi gượng đứng dậy gai mây níu chặt lấy quần áo anh da thịt anh phải loay hoay một hồi anh mới ra khỏi bụi gai máu rơm rớm trên ống tay ống chân và cả trên cổ trên mặt anh đất rừng thoải dần xuống hơi ẩm bốc lên mát lạnh trước mặt anh giải triền đồi thoai thoải thầm xuống những vạt rừng le cây le ken dày xít vào nhau như bức tường. Dưới đó nhất định có suối, anh nghĩ, và cơn khát bỗng trào lên, bóp nghẹt cổ họng anh. Anh chui vào vạt rừng le, tìm đường xuống suối. Trong chốc lát, anh đã chim ngập giữa ngút ngàn le. Mặt đất mỗi lúc một thoải xuống và le càng ken dày. Có chỗ, những cây le ken xít vào nhau, như đàn, chặn đứng đường đi của anh. Anh vạch những cây le to như ngón chân cái ra, chui qua bên kia. Anh bỗng lọt thỏm vào giữa bụi le những cây le đứng sát vào nhau tầng tầng lớp lớp vây chặt lấy anh lách mãi vạch mãi không tìm được đường ra cáu tiết anh bẻ và vặn những cây le kêu răng rắc dập nát nhưng không chịu gãy rời ra anh sờ vào ngang lưng con dao găm và cả cái dây lưng anh lấy tay lấy chân và nhoài cả người đẻ những cây le xuống cái dây súng một lần nữa kéo anh trở lại anh bực tức giật mạnh vô hiệu bỏ không được anh buộc phải lùi người trở lại gỡ dây súng. Anh đưa khẩu súng qua đám le đã được đè bẹp xuống, buông tay cho nó rơi qua bên kia, rồi trùm người lên, trườn qua. Mãi vạch đường chuồi xuống, anh bỗng thấy mình đứng khựng trên đỉnh dốc. Bây giờ thì chính bụi le đã cứu sống anh, nếu không, anh đã rơi tóm xuống vực. Người anh bùn rùn, trước mặt anh, đất bỗng sụt hẳn xuống, thăm thẳm đến chóng mặt. Con suối hiện ra giữa vực, những vạt chuối rừng, cao rừng cao vống lên, xanh um sen vào đó những cây bóng báng sum xuê như cây dừa cổ thụ nổi bật lên trên thềm dương xì mềm mại xanh bấy những cây cổ thụ trên bờ vươn ra lòng suối những cái tán lá mênh mông che kín mít bầu trời qua làn còn nước là đến mép suối con suối đen thấm uốn khúc lờ lững trôi xuôi là nước trong veo đang sấm dần lại trong dáng chiều anh nhìn đau đáu vào dòng suối đợi cho chân tay bớt run anh khoác chéo khẩu súng qua vai bíu lấy những cây le đu người leo ngược lên sườn dốc thật chầy chặt. thỉnh thoảng những cây le non không giữ nổi sức nặng kéo xuống của thân người anh đã gãy gập xuống nó không gãy rời ngay ra điều đó một lần nữa cây le đã lại cứu anh anh hoảng hốt bám vội lấy cây khác cuối cùng anh cũng leo ngược trở lại được sườn đồi anh men theo sườn dốc đi xuôi xuống rừng le thưa dần nắng vàng rắc trên lớp lá mục bỗng anh nhận ra trên lớp lá khô những chú vắt ngóc cổ lên một lượt. Những con vắt đói, thân dài như cọng rơm, tung tăng quăng về phía chân anh, trông phát khiếp. Anh kéo vội ống quần lên. Chào ôi, đã có mấy chú vắt bám vào bắp chân. Anh dơ từng chân lên, đưa tay vuốt xuôi xuống. Bàn tay anh dần dợn, những con vắt đã cắn no máu. Rời ra, lăn lông lóc, máu đỏ lòm trên bắp chân. Anh xách súng, chạy. Nhưng cả một giải rừng le ngút ngàn này, anh chạy đâu cho thoát đàn vắt đói đám muối bị đánh động, tung người lên, bay theo anh từng đàn. Anh thấy ngứa ở cổ, ở mặt, ở hai cánh tay và bàn chân. Phút chốc toàn thân anh ngứa gian. Anh gái, gái khắp người. Càng gái mạnh, càng ngứa. Ngứa do muối cắn, do bẹ mang le sát vào da. Quỷ tha ma bắt bọn muối vắt này đi. Anh vừa lầm bầm, vừa lách đám le. Bước tới. Cuối cùng, anh cũng ra tới được bờ suối. Sau một vạt đất thoai thoải, tới những tảng đá lồn nhồn, mặt nước mở ra, mênh mông. Anh bước vội trên những tảng đá, hơi nước mát lạnh bốc lên, làm anh tỉnh người. Ra đến mép nước, anh ngồi bịch xuống tảng đá bằng phẳng như cái chiếu, dúng hai chân vào làn nước mát lạnh. Anh đứng hẳn xuống lớp sỏi dưới làn nước, gục đầu xuống mặt nước, uống ưng ngực. Bụng anh căng ra, mà cơn khát nước vẫn chưa hết, anh tiếp tục uống. Sau phút tỉnh táo giả tạo, anh bỗng thấy chân tay bùn rùn. Anh nằm ngửa ra tảng đá. Người anh rũ ra, bụng căng phồng lên, ong óc. Mặt trời đã tà tà lưng chừng cây. Điều đó làm anh hoảng sợ. Anh vùng đứng dậy, nhưng anh lại phải vội ngồi xuống và ngả dài người ra tảng đá. Anh sợ sẽ không thể đứng dậy được nữa và thực tế, anh đã không thể nào cất được đầu mình lên. Anh thấy buốt đầu, Triệu chứng của bệnh sốt rét rừng mà anh đã quá quen thuộc với nó. Quỷ quái thật. Cơn sốt đến với anh chẳng đúng lúc chút nào. Anh sẽ xử trí với nó ra sao khi chỉ có một mình trong cánh rừng bạt ngàn này mặt trời chỉ còn là một đốm lửa đỏ lử, leo lét cháy. Đêm tối sẽ trùm xuống, anh run lên cầm cập, không hiểu do cơn sốt rét hay nỗi sợ hãi đang vây bùa. Có lẽ cả hai, nhưng nỗi kinh sợ thì nhiều hơn. Cơn sốt làm đầu anh tê dại đi, âm âm, ong ong. Anh có cảm giác như người ta đang thi nhau gõ mạnh những cái búa đinh vào hai bên thái dương. Trong đầu anh thì như có cả một đàn ong đang trao lượn. Mồ hôi vã ra trên trán, anh quằn quại trong cái nóng hầm hập và những cơn giật như kim chân vào màng óc. Sao thế này? Anh nhắc đầu lên, nhưng nặng quá, có một bàn tay khổng lồ đang đè chặt xuống. Những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn. Sau một lúc bừng bừng dáng đỏ, chân rừng sẫm lại, đặc quánh. Cánh rừng lúc xúc chìm sâu trong đêm. Những chiến sĩ trinh sát xuôi, ngược như con thoi trên đoạn đường bẻ cỏ, dẫn đoàn chuẩn bị trận địa vào vị trí các chiến sĩ thông tin đeo cả trồng dây điện trên lưng, tay sách một cuộn dây, đang hối hả giải dây từ chỉ huy sở trung đoàn xuống quan sát sở tiểu đoàn. Trung đội phó chẹt và khẩu đội phó tùng bám theo trinh sát, ra nhận vị trí chiếm lĩnh trận địa cho khẩu đội. Đoàn người chui ra khỏi vạt rừng lúc sút trước mặt họ, nơi tiểu đoàn triển khai trận địa phục kích là một trảng cỏ tranh. Tầm mắt của mọi người bỗng chốc được bung ra trong cái vầng sáng nhờ nhờ của sao trời. Xen trong giải cỏ tranh là những đám cây chó đẻ, thỉnh thoảng một tròm rừng xanh đen nhô cao lên. Trận địa của khẩu đội DKZ đặt cách lộ 8 chừng 200 mét. Xem xét xong địa hình khu vực triển khai trận địa, chẹt bảo Tùng. Cậu trở lại, dẫn anh em lên. Tùng thắt chặt thêm cái bao đạn vào người, khoác khẩu AK lên vai, quay trở ra, chẹt dặn với theo. Bám vào đường dây mà về, bảo anh bẩy cho anh em chặt cây, kem thành phên, cuộn lại. Cưa thêm ba cây đà cho mỗi hầm, rồi vác cả ra ở đây không lấy được gỗ làm công sự đâu. Tùng lên đạn, mở khóa nòng nấc liên thanh, hai tay gỉ súng. Anh bước ào ảo vào đám cỏ tranh và gai mắc cỡ. Gần tới tròm rừng, anh nghĩ, cắt ra lộ. Sau đó, tạt chéo về hướng cây cầy độc lập, nhanh hơn, lại đỡ phải chui vào vạt rừng tối thui. Đầu nghĩ, chân bước, chỉ một loáng, Tùng đã ra đến mép lò. Đặt chân lên lớp sỏi lạo xạo, anh thấy dần dợn. Xung quanh, lặng ngắt, hai tay khư khư khẩu súng, mắt Tùng căng ra. Cặp theo mép lộ, Tùng cắm cúi bước. Có cái gì gây gây, khen khét đập vào mũi anh. Chưa kịp định thần, chân Tùng đã đặt vào ngay cạnh một xác người. Tùng bùn rùn nhào vội xuống vệ đường, dương khẩu AK lên. Im lặng, Tùng chấn tĩnh lại, đứng dậy. Khoảng sáng nhờ nhờ trên mặt lộ cho Tùng nhìn rõ những xác người nằm ngổn ngang. Tóc gáy như dựng đứng cả lên. Tùng toan chạy ngược trở lại, nhưng anh chợt nghĩ ra, ở chỗ này hôm trước C7 diệt 8 tên biệt kích, tùng cắn răng, bước qua những sắc giặc, tay anh ù ù, hai chân anh đạp bừa qua những vạt cỏ, có đám cao ngập đầu người, nhằm hướng cây cầy độc lập, thỉnh thoảng tùng lại sừng người, vôi nằm dạp xuống bởi ngay bên cạnh anh, một con chim cút đập cánh, bay vọt lên, trên nền trời, những ngôi sao li ti, nhấp nháy, Tròn sao bắt đầu lơ lửng, xương xuống, ngọn cỏ ướt đầm, hai ống quần tùng súng nước, vành mũ tai bèo cụp xuống mặt, nặng nặng, mồ hôi bốc lên, chua loét. Tùng xăm xăm tiến về phía cây cầy. Mở sáng, cánh rừng từ từ hồng lên, mặt trời đỏ hối đang lử lử nhô lên ở phía chân trời. Nắng sớm làm những giọt xương động trên lá cỏ, long lanh, những vệt cỏ chanh vàng rộn, ong óng như cố vươn lên. Phơi mình ra, đua chen với những vạt cây mắc cỡ, những đám cứt lợn và len lỏi, óng lên bên cạnh những lùm cây lúc xúc chạy sâu mãi vào trong rừng. Cắt ngang con lộ thoai thoải dưới kia, con suối lượn vòng vo. Có đoạn nhô ra giữa trảng tranh, có đoạn chìm nghìm trong xanh gì của cây rừng. Yên tĩnh, trên cái cây bằng lăng cụt ngọn, đen xì, nham nhở những vệt cháy, cái gốc há ra, chỉ còn hai bệnh gỗ mỏng tang, cắn súng đất. Hai con chim cu đang gù gù cái mỏ vào nhau, bình thản. Đám chào mạo ở bìa rừng thi nhau khua lên những âm thanh trong trẻo thỉnh thoảng một đàn chim bay vù lên nền trời, kéo theo những tiếng kêu chí chóe. Từ vạt rừng le bên bờ suối dội lại tiếng gáy của những chú gà rừng. Trong yên tĩnh, tiếng chim vang xa vọng mái vào bầu trời cao xanh lần vần đôi đá mây hồng đang lặng lờ trôi. Hầm pháo do Tùng chỉ huy nằm gọn trong lùm cây lúp xúp. Trên một cái ngách hình chữ Z, tổ pháo đắp nổi lên một cái bệ, đặt pháo. Nòng pháo đen xì, nằm ngang, hướng chích về phía con lộ, chỗ tiếp giáp với bờ suối. Lớp đất đào đắp trên mặt hầm đã được phủ kín bằng những mảng cỏ dày, xanh mượt. Khẩu đội vào vị trí chiếm lĩnh lúc nửa đêm. Các chiến sĩ triển khai ngay công sự chiến đấu. Những cái lưới sẻng được rút trong bồng ra, những cái cán sẻng buộc sẵn vào vác đạn, đã lên nước đen bóng. Họ lắp sẻng nhanh chóng và bắt đầu ấn sẻng xuống lớp cỏ dày. Hết lớp cỏ, lưỡi sẻng gặp phải làn đất cứng đơ, chết cha, đất sỏi, quốc chim đầu. Hai người thay nhau quốc, một người xúc, lưỡi cuốc bập xuống, tóe lửa. Đang còn xa địch, nên họ làm việc mạnh tay hơn. Chỉ ngại bọn biệt kích trinh sát đã nống ra mặt lộ, bám địch. Khi cái công sự chiến đấu đã hình thành, Tùng cởi vác đà ra, đặt ba cái đà ngang hầm. Anh nhảy xuống, phải cúi lom khom mới không chạm đầu vào thành hầm. Sắp sáng rồi, Tùng hạ lệnh lấp đất. Mọi việc hoàn tất khi phía đông, nền trời đã hừng sáng. Quỳ và đoàn sau khi tu một hơi nước từ trước bi đông treo trên dây lưng, vội chui ngay đầu vào lùm cây, chỉ loáng sau, cả hai đã thở đều đều. Tùng ngồi bên khẩu pháo, anh phóng tầm mắt lướt dọc con lộ, trong cái khoảng sáng nhạt nhòa của buổi đêm tàn. Ở cửa hầm chỉ huy bên kia, trung đội phó chẹt và khẩu đội trường bảy đang ngồi nói chuyện. Tùng sang hầm anh bảy, bình nước trà được rút ra khỏi dây lưng, đặt trên lớp lá khô. Chẹt và Bảy đang ngồi uống từng ngụm nhỏ nước trà trong cái cam mỹ và hút thứ thuốc dê lăng cả bơ khen khét. Tùng xả vào, anh cầm ca nước, uống một ngụm, xít xoa khen ngon rồi vẫn một điếu thuốc hút. Chẹt nói với Tùng, cho anh em ngủ lấy sức. Mở sáng phải dậy, ngụy trang thật kỹ, máy bay sẽ lên. Mình đoán là thằng địch sẽ đi cặp phía bên này lộ. Điều đó thuận lợi cho mình. Phía bên kia là sình lầy, địch không thể đi theo hướng ấy được. Bảy nói, trên thông báo là khả năng xe tăng địch sẽ xuất hiện. Lâu nay, mình chưa chạm chán với xe tăng cả quỷ và đoàn đều còn mới, chưa có kinh nghiệm đánh xe. Mình rất lo. Có lẽ, khi tăng vào, để Tùng trực tiếp bắn, anh chẹt ạ. À. Được, Tùng nhả một hơi thuốc dê, nói. Đôi mắt anh tối sầm lại. Chợt nhận ra điều gì, chẹt nói với bầy. Anh cho ngay một cậu, xách cái bi đồng 5 lít xuống suối lấy nước. Tôi xem chừng các tướng ấy đã dùng mất khá nhiều nước rồi. Phải sầm tối, anh nuôi mới mang nước ra được. Mà hôm nay, nắng dữ đấy. Bảy đứng dậy, chẹt dặn theo. Nhớ bảo anh em đi cặp theo bìa rừng, qua trận địa C6, chú ý đánh động bộ binh, hỏi họ đường đi cho cẩn thận. Bảy đi về phía hầm đạn. Chẹt ngả mình, nằm dài ra lớp lá khô, mắt anh nhìn vào những ngôi sao muộn mằn, còn sót lại trên nền trời, anh im lặng hút thuốc. Ánh mắt anh mờ mờ, như chứa đựng trong ấy nỗi buồn nản, u ất. Tùng nhìn chẹt, rụt rè hỏi bữa trước, anh nhận được thư nhà. Ừ, chẹt nói mà không quay sang. Chị và cháu khỏe cả chứ anh. Chẹt quay sang, anh nhìn thẳng vào mắt Tùng. Tùng nhận thấy những vần lửa đỏ rực trong mắt anh. Chết rồi, Tùng à. Cả vợ, cả con mình đều bị bom Mỹ giết chết rồi. Trời ơi, hồi nào vậy? Em vô tình quá. Tùng thốt lên, rồi gục mặt xuống lớp lá khô. Chẹt nằm ngửa trở lại nỗi đau như đã được dần xuống. Anh nói, không biết với Tùng hay với chính mình. Chúng mình cưới nhau được ba ngày thì mình đi bê. Lúc đó, mình đâu biết cô ấy đã có thai. Suốt năm 70, 71 chẳng có thư từ gì. Đầu 72, thằng Hưng vào, mình biết vợ đã sinh con trai. Lúc đó, thật tồi tệ quá. Mình đinh ninh rằng đó không phải là con mình. Làm gì có chuyện ăn ở với nhau ba ngày đã có con được. Mình chợt nhớ tới ngày ấy, đã cưới nhau, biết mình chỉ có mấy ngày phép, cô ấy vẫn đi tập quân sự mãi khuya mới về. Tự vệ nhà máy mà, lúc đó mình chỉ bực thôi. Nhưng sắp chia tay rồi, chẳng nỡ to tiếng với vợ. Vì vậy mà lúc chia tay, mình đã đối xử với cô ấy không mấy mặn mà. Đến lúc nghe tin vợ có con mình như chật tỉnh và nghi ngờ. Thế là mình ngấm ngầm oán trách hà, mình chẳng thư từ gì về nhà cả. Ngừng lại chẹt quay nghiêng người sang phía Tùng. Mình tệ với vợ con quá, phải không Tùng? bảy về, chẹt ngồi dậy. Thôi sáng rồi, Tùng về hầm đi, thức anh em dậy chuẩn bị là vừa. Tùng sách súng về hầm, đầu anh u u, nặng chiếu xuống. Quỳ và đoàn vẫn ngủ ngon trong lùm cây bên miệng hầm. Ở hầm đạn, hình đã đi lấy nước về, hình rót nước từ cái can nhựa vào những chiếc bi đông trên dây lưng của anh em. Tùng ngồi xuống cạnh pháo, lắp kính ngắm vào pháo. Anh ngồi vào vị trí ngắm bắn, nheo mắt nhìn qua kính ngắm, vừng đông đang ửng hồng ở phía chân trời cảnh vật trong ống kính như trong sáng hẳn lên tùng dê nòng pháo về phía chân lộ anh ước lượng trước những cái mốc tính cự ly từ đây tới chỗ con suối cắt qua lộ buổi sáng yên tĩnh quá không có tiếng động nào khác ngoài những âm thanh tươi vui trong sáng trên cánh rừng xa xa vọng lại tiếng nổ đi đùng tùng rời khỏi kính ngắm đứng dậy anh kiểm tra lại một lượt công việc chuẩn bị nói chung tất cả đã ổn pháo đạn sẵn sàng công sự ngụy trang kỹ chẳng cần phải đánh thức bọn nó dậy anh ngả à, người ra thảm cỏ câu chuyện của trung đội phó chưa dịu đi trong đầu anh mặt trời đã nhô lên khỏi tán cây lúc xúc bên bờ suối nắng đang trắng trên ngọn cỏ chanh quỳ và đoàn dậy quỳ dụi mắt xít xoa chết cha sáng gió rồi đã thấy gì chưa tùng sao không gọi tụi mình dậy chưa có động tĩnh gì cả đoàn mang cơm nắm lại đây ba người ăn cơm đoàn cầm lát cơm đưa lên miệng cắn một miếng đặt lá cơm còn lại xuống mảnh vải dụ anh nhón một con cá khô cha thảo bữa nay làm món mất cá được đoàn dơ con cá khô to bằng ngón tay trắng toát lèn ngang mặt muối không tài nào bám thêm vào đâu được nữa đạt yêu cầu đoàn cắn một miếng cá nhăn mặt vội cầm lát cơm lên chu cha không chê vào đâu được cứ như thịt nạc kho dừa ấy ngữ này thì tốn nước phải biết đây Đoàn dừng lại, nhòi người về phía cửa hầm cầm lấy cái bi đông, lắc lắc, mắt cậu ta sáng lên. Bi đông thạch xanh, anh Tùng, em nhớ là đêm qua, em đã cho nó trồng ngược lên trời rồi. Làm gì có thạch xanh ở đây? Cậu hình lấy dưới suối lên, lúc các cậu đang ngủ đấy. Chà, đoàn vừa gái tai, cười khì, vừa tiếp tục ăn. Đây là trận đánh đầu tiên của đoàn. Anh chàng 18 tuổi này đi bê khi đã có hiệp định Paris được bổ sung vào đơn vị mới 3 tháng, tạm qua một đợt huấn luyện, được bổ sung vào tổ pháo, chủ yếu vì cái vóc dáng hộ pháp của cậu ta. Khỏe, đi hành quân đường dài, đoàn vác liền 2 3 giờ cái nòng pháo mà lưng áo vẫn khô khốc. Ăn thì vô địch, cơm nắm cho cả ngày, nếu thả ra, cậu ta chỉ chén một bữa là sạch trơn. Anh Tùng này, Đoàn ngước mắt lên, hỏi sao bữa trước mình lại bỏ chốt? Anh nhỉ, em ở cứ nấu cơm, sốt ruột quá. Suốt từ chiều hôm trước, mãi tới đêm hôm sau, em đang mơ mơ ngủ thì các anh về. Cứ ngỡ là thắng rồi, em nhảy phốc ra khỏi võng, đinh ninh là có thịt hộp, gạo sấy. Ai ngờ. Ừ, sao mình không dẫn tới chút nữa, Tùng nhỉ. Quỳ nói, tớ nghĩ là bọn nó cũng kiệt sức rồi. Suốt một ngày đội pháo, còn gì là người nữa. Có điều mình dồn nó vào thế cùng, nó cũng phải chống đỡ tới cùng. Nó liều chết thôi. Cậu còn nhớ trận hàn tín thắng hạng võ trong Tam Quốc không? Thế cậu bảo nó thắng mình à? Thì không à, mình tà, không lên được, phải rút bỏ, rút bỏ chứ không phải rút chạy. Tớ mà là chỉ huy, tớ cho dẫn tới một chập nữa, nhất định dứt điểm. Biết đâu, đây lại là ý định của trên, mình rút ra, nhưng vẫn dùng pháo cầm canh vào, buộc thằng địch trong chốt phải xin chi viện. Mình quay bọn chi viện mà diệt, sướng hơn. Tùng nói cứng trước mặt anh em, phải vậy chứ thực tình trong thâm tâm anh cũng có cái gì không ổn là một chiến sĩ tùng chưa có đủ tầm nhìn để phân tích mọi khía cạnh nhưng cái ám ảnh mãi trong đầu anh là tại sao trung đoàn lại lệnh xung phong lúc chiều tối và tại sao lại vội vàng rút ra đồng đội anh thì ngã xuống ở đó nhiều quá tùng uể oải ăn chốc chốc lại nghẹn quỳ đã phủi tay với lấy cái bi đông nước ở dây lưng đoàn kêu còn nhiều cơm anh tùng anh quỳ tụi mình đủ rồi, để phần ông hộ pháp, ăn cho no, mà vác pháo. Vác pháo là vác pháo, ăn cơm là ăn cơm chứ, đoàn cái. Tuy vậy cậu ta vẫn cầm lên lát cơm nữa, ăn ngon lành. Ăn xong lát cơm cuối cùng, đoàn rũ khăn, phơi ra đám cỏ, tùng quay ra, đưa cái khăn vào bụi cây. Ý, em quên, đoàn cười, máy bay nó mà thấy thì nó cắt hộ khẩu, anh nhỉ. Này đoàn, tớ mới phát hiện ra một điều bí mật anh quỷ nói gì cơ? Lại đây, ngồi xuống, làm miếng nước hà thủ ô cho thông giọng rồi nghe hỏi. Đoàn quỷ xuống đám cỏ, hai tay bưng ca nước lên, ghé miệng tu một hơi. Cái thằng, uống gì dữ vậy? Phải rèn luyện cả cái uống nước đấy. Khi nào thật khát mới uống, mà mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ, ngâm lâu lâu trong miệng cho nước bột tiết ra, mới đỡ khát chứ, đi liền hai ba ngày, chỉ có một bi đông nước, cậu làm hai hơi, hết rồi lấy gì uống. Làm một lèo nghỉ khỏe, không được sao. Không được, ăn một bữa nghỉ ba ngày là chỉ có chết. Mà thôi, này, tớ hỏi nhé, cậu có cái ảnh con gái, thế nào, mà cứ giữ khư khư như thầy giữ ấn ấy. Bạn, hay người yêu. Đoàn tròn mắt, đưa tay lên giữ ngực. Chị gái em đây. Cha, chị gái, mình xin lỗi nhé. Sinh nhỉ, có chồng chưa? Chưa, chị em đang học dược sĩ. Hay đấy, thôi nhận mình làm anh rể đi, được không? Anh quỳ à? Chị em, giọng đoàn bỗng chìm xuống, không như bức ảnh em vẫn giữ đây đâu. Cậu bảo sao? Tấm ảnh này chị em chụp hồi đang học lớp 9. Còn bây giờ, chị ấy, đáng lẽ em không phải đi bê đâu, bố em là liệt sĩ, em là con trai một, em được ưu tiên mà. Bữa đó, em đi học, mẹ em và chị Hòa ở nhà, máy bay Mỹ ném bom mỏ than, nhà em trúng bom, mẹ em chết, còn chị Hòa bị bỏng nặng lắm. Khi những vết thương trên mặt chị em tạm lành, em tình nguyện đi bộ đội. Phải lên huyện, xuống xã 5 lần 7 lượt, em mới được đi đấy. Đoàn vừa ngừng lời thì cả ba người nghe rõ từ hướng nam, tiếng máy bay vọng tới. Tiếng kêu vo vo của thằng trinh sát OV-10 rõ dần. Bỗng chốc không gian rung lên bởi tiếng con ve sầu khổng lồ. Vào tới vị trí phục kích của khẩu đội, Chiếc OV-10 nghiêng cánh, lượn qua khu vực trận địa C7, C6 rồi vòng xuống bờ suối, từ chỗ giáp con suối với lộ 8, chiếc máy bay trinh sát của địch lại vòng lên. Nó tiếp tục lượn vòng trở lại qua các khu vực chân địa phục kích của tiểu đoàn. Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu xiên vào trận địa, nóng. Các chiến sĩ chui vào những lùm cây lúc súp tránh nắng, nhiều người xuống hầm, nằm dài ra lớp đất âm ẩm, mát lạnh. Tiếng máy bay cứ vo 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 trên đầu. Trong không gian yên lặng của buổi sáng, tiếng máy bay buồn buồn, não nuột, làm cho không trung minh mông phút như ngột ngạt, dần dần Chiếc máy bay mở rộng vòng lượn, nó bay qua đầu rồi, nhưng gốc cây, ngọn cỏ như còn lưu giữ lại, âm vọng mãi cái thanh âm vo vo, thê thảm, chết chóc của nó. Nó vẫn điềm tĩnh, bình thản và kiên trì vòng lượn. Nó thờ ở với tất cả, như chẳng có gì xảy ra, chẳng có gì hiểm nguy đe dọa nó cả và nó như cũng chẳng cần gì gì ở bụng nó, dưới cánh rừng xanh gì kia. Không, vẻ thờ ơ, bình thản kia, chỉ là bề ngoài, bên trong thì nó đang sục sạo, tìm kiếm. Chỉ một ngọn khói lan tỏa ra trên những tán rừng dưới kia, hay một vệt đất bị lật lên, lở loét những chiếc áo phơi ngoài chẳng hoặc lú nhố vài bóng người. Lập tức nó nghiêng cánh, từ cái bụng xám ngoét, ánh lên dưới nắng kia. Một quả pháo hiệu sẽ phụt ra, cắm xuống, nổ bùng một cột khói sẽ dựng đứng, vươn cao lên. Mục tiêu đã được điểm chỉ. Chiếc máy bay trinh sát sẽ ngoắt lại, phơi cái bụng loáng nắng ra. Như chào vĩnh biệt lần cuối cùng khoảng rừng nó đã chỉ, rồi điềm nhiên bay đi. Thật sạch sẽ và trí tuệ. Công việc tiếp theo đã có bọn khác làm, cái bọn sát nhân, sát vật, mặc xác chúng nó. Kia rồi, chiếc OV-10 chưa kịp hạ cánh xuống đường băng của cái sân bay giá chiến, nó đã nhận ra những chấm nhỏ phía chân trời những chấm đen lớn dần lên. Chỉ một lát, không gian bị xé toạc ra bởi tiếng rít ghê giận của bọn F4. Vào cái lúc những tiếng nổ dữ dội rung lên ở cánh rừng, mặt đất rùng mình, trao nghiêng. Mặc, những thằng giặc lái máy bay trinh sát bước vào câu lạc bộ. Gian phòng mắt lạnh, sực nước mùi nước thơm, mùi thuốc lá ba số năm, mùi mực khô nướng. Tiếng nhạc sập sĩnh khi, dìu giật, khi kích động. Những chai bia 33, và những đứa con gái như vừa được lôi trong bể nước thơm ra, uốn cái thân mềm hoạt và nở những nụ cười móc túi nhạt nhẽo. Bước đến, khoác tay, kéo chúng vào bàn. Bom vẫn nổ rùng rùng ở cánh rừng ngoài kia. Những gì đã xảy ra trong những cột khói bốc cao lên ấy. Ở đây, chỉ có tiếng nhạc, mùi nước thơm, mùi da thịt con gái. Tiếng chạm cốc, những cái vuốt vè, mơn trớn và cả những tiếng lẻ nhẹ, chửi thề tục tĩu của những thằng say rượu. Chiếc máy bay vẫn thong thả, ung dung vạch những đường lượn như đã định sẵn trên nền trời cùng lúc tiếng kêu của nó nghe càng như mệt mỏi buồn ngủ phải nó đang cố tìm cho ra một cái gì đó khả nghi sự xuất hiện của việt cộng ở dưới những dải rừng kia hay nó đang tìm cho ra con đường gần nhất thuận tiện nhất cho một cuộc hành quân nào đó hay chỉ làm cái công việc phải làm trong ngày cho xong lần xong lệ để rồi cuối cùng cũng cứ quáng xuống đất một trái pháo điểm bất kể dưới đấy có gì rồi thì bình thản trở về với tất cả những gì đã trở thành máu thịt, không thể thiếu được của nó ở cái câu lạc bộ bay. Khác với mọi lần, chiếc OV-10 không ném xuống rừng một quả hỏa mù nào. Sau một hồi quần lượn, thằng trinh sát trên không đã rời khỏi con lộ, bình thản bay về phía nam. Ông mặt trời như đứng lì ở ngọn cây, giận dữ phóng xuống mặt đất những tia lửa nóng bỏng. Gió ngừng thổi, những vạt cỏ chanh cong lên, lóa trong nắng. Khi những âm thanh của chiếc ov 10 chìm xuống phía cuối trời, không gian trở lại yên ắng, tịch mịch, thời gian nặng nề, chậm chậm trôi đi, tán cây lúp xúp không che nổi cái nắng dữ dằn, một ngạt trên tràng cỏ. Các chiến sĩ nằm im chịu trận, mồ hôi vá ra như tắm, giấc ngủ đến với họ trong chập chờn, thẳng thốt và mê man. Suốt từ sáng, Tùng chưa hề chập mắt được một lát, đầu óc anh luôn căng ra. Khi chiếc ov 10 rẻ rẻ quần đảo trên trận địa, anh phải theo dõi nó. Sẵn sàng đối phó với tình huống có thể xảy ra, một quả pháo điểm nổ bục ngay trước mặt trận địa chẳng hạn. Lúc đó, phải lao vụt ra, dùng cái bồng vải bạt này mà chụp chặt lấy nó, không cho nó kịp tung cột khói ra ngoài tán cây. Khi chiếc máy bay trinh sát mất tâm, là lúc, theo kinh nghiệm những năm chiến trường cho Tùng biết, cái khoảnh khắc im lặng này là cái gạch nối những gì sắp sửa bùm lên, nổ tung. Trận chiến đấu mới ác liệt hơn, dữ dội hơn đang chờ đợi căng mắt về phía con lộ tùng thấy mền mệt anh ngả người xuống đám cỏ hai bàn tay kê dưới đầu mắt nhìn sâu vào vòm trời trong xanh chiến tranh bao giờ sẽ kết thúc câu hỏi ấy bỗng lóe lên trong đầu anh anh bỗng nhớ tới thạch một hy vọng mơ hồ bùng lên trong anh trung đã hy sinh ngày gặp lại tùng sẽ làm mùi lòng thạch bằng cái vẻ tiếc thương xót xa giả tạo của mình tùng sẽ kể cho thạch nghe trận chiến đấu ác liệt và cái chết bi hùng của trung tùng sẽ vẽ ra trước mặt thạch một tình bạn tình đồng chí tình đồng hương trong sáng đến tuyệt vời giữa anh và trung có thể anh sẽ bịa ra một lời chăn chối nào đó của trung với thạch để lời cuối cùng anh sẽ nói với thạch rằng chiến tranh mà biết làm sao được kẻ thù đã cướp mất của chúng mình một người bạn chúng mình như mất đi một phần thân thể đau đớn quá chúng mình chỉ còn biết phải gắn bó lấy nhau hơn phải yêu thương và gìn giữ những gì còn lại này lúc đó sẽ còn có gì khác trước mắt tùng là thạch đôi mắt mở to đẫm lệ vầng trán thông minh dính bết những sợi tóc mai và cái suối tóc óng ả à. giày mượt ấy sẽ chảy qua bờ vai tròn lặn của cô mà xuống ngực anh những giọt nước mắt nóng hổi sẽ ngấm qua ngực áo và thấm vào tim anh anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy cứ để cho cô ấy khóc rồi anh giặt tay lên hai bờ vai cô nâng cô dậy nhìn sâu vào mắt cô áp đôi môi đang căng lên dần dật của mình vào đấy anh sẽ thấy cái vị mặn mặn nồng nàn, cay cay, đăng đắng của hạnh phúc. Cô ấy đang là sinh viên y khoa. Không sao, anh sẽ đi học đại học. Gia trưởng anh sẽ về công tác ở một nhà máy nào đó, thạch làm việc ở một bệnh viện gần đó. Từ ngày có Hiệp định Paris, những mơ ước về cuộc sống trong tùng cứ mỗi lúc một lớn lên, rộng ra. Trong thâm tâm, anh mong muốn chiến tranh mau kết thúc để thực hiện cho được cái nguyện vọng nung nấu, đeo đẳng suốt thời học sinh, cũng đồng thời để trả thù lại thạch. Nhưng khi Trung hy sinh thì dòng suy nghĩ của anh lại tập trung vào Thạch. Anh nhớ Thạch và hy vọng tình yêu của mình ở Thạch. Những tháng đầu sau khi có hiệp định, anh vui mừng và khấp khởi chờ đợi. Nhưng sau đó, được học tập và quán triệt âm mưu của kẻ thù, thấy rõ hành động phá hoại hiệp định của chúng, nhận ra cái quyết định cuối cùng vẫn phải là đánh. Đánh mạnh mẽ, đánh quyết định và tận xào huyệt cuối cùng của địch. Chỉ có vậy, anh mới có cơ thực hiện kế ước vọng nung nấu của mình. Anh vẫn phải tiếp tục đóng góp công sức, cả xương máu nữa của mình cho cái thời khắc quyết định chấm dứt cuộc chiến tranh và anh đã cùng đồng đội tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu tuy vậy trong thâm tâm anh có cái gì mơ hồ mỏng manh có thể xảy ra hiệp định được thi hành và chiến tranh chấm dứt máu sẽ ngừng chảy và đầu sẽ ngừng rơi vì lẽ ấy anh chưa thật thông với trên khi hành quân tiến công cái chốt cầu vừa rồi và trong trận chiến đấu ấy những tổn thất thương vong quá lớn của đơn vị đã làm cho anh dùng mình ướn lạnh anh bỗng trầm lặng hẳn, lo lắng cho số phận sẽ dành cho mình. Cuộc chiến đấu sẽ còn kéo dài và rồi, liệu anh có thể thoát được thần chết qua những trận đánh liên tiếp sắp tới không? Trận này, trận sau, trận sau nữa. Đến bao giờ, bao giờ? Tùng ngủ thiếp đi trong mê mệt. Mặt trời đang chiếu thẳng những tia nắng bỏng rát qua kẻ lá, xuống mặt anh. Trên trán anh, mồ hôi vã ra, đọng giọt, địch, địch vào. Anh mơ màng trong lo âu, thổn thức tung địch vào anh choàng dậy khẩu đội trưởng bảy đã ngồi bên cạnh pháo quỳ và đoàn cũng đã dậy cắt đạn bảy ra lệnh đoàn rút con dao găm ra khỏi bao cắt đoạn dây rừng buộc vác đạn tay anh run run khi nhấn mũi dao vào lớp vỏ nhựa bọc quả đạn mũi dao chật xuống cắm phập xuống đất cả người anh đè lên cái cán dao đoàn rút con dao lên tiếp tục nhấn mũi dao vào vỏ đạn quả đạn được cắt vỏ phơi ra cái chuôi màu vàng óng mùi thuốc phóng thơm hắc, sộc lên. Ba quả đạn đã được cắt bỏ vỏ nhựa, đoàn nép mình xuống thành hầm, nhìn ra. Lắp đạn, bảy nói. Quỳ nhảy vào đuôi pháo, khé kéo cần mở khóa nòng, rồi lao nhẹ quả đạn vào nòng pháo. Tiếng khóa nòng đóng lại khô khốc. Tùng ngồi vào vị trí số một, trước mặt anh, trong nắng, chàng cỏ trải rộng ra, lấp lóa. Chốt tiếp giáp giữa lộ tám và con suối, bốn chiếc xe tăng địch đang lặng lẽ bò vào. Nó không men theo dìa lộ, mà tiến tranh chết qua trận địa khẩu được, thẳng vào đội hình phục kích của đại đội 7. Không nghe tiếng động cơ, chỉ nhìn rõ cái nòng pháo của xe tăng nâng lên, hạ xuống nhấp nhổm. Trên thành xe, lỗ nhố những thằng lính vận đổ dần di, tay lăm lăm những khẩu súng M79 và A15. Chiếc tăng đi đầu đã tiến đến trước trận địa khẩu đội. Đã nghe rõ tiếng xích xe nghiến cây răng rắc. Chiếc xe tăng địch tiến điểm tinh về phía cánh rừng bên phải chắc nó lợi dụng những giải rừng lúc xúp đó mà xuôi về hướng cầu sông. Thằng địch danh ma đã ý thức được rằng nếu tiến thẳng trên mặt lộ hay sát mét lộ đều bất lợi về mặt chiến thuật. Tùng nhìn qua kính ngắn, anh không thể đo cự ly bằng kính được bởi những vạt cỏ có lúc che khuất cả thành xe, tim anh đập mạnh. Bình tĩnh, chờ chút nữa, bảy ngồi bên cạnh, nhắc Tùng. Tùng lặng lẽ già già nòng pháo theo xe tăng. Trận địa phục kích vắng lăng, đợi lệnh bọn địch cũng không thể đoán biết chúng đã lọt vào vòng vây quân giải phóng và số phận hầm hưu đang sắp sửa giáng xuống đầu chúng. Chiếc tăng đi đầu, 150, 7 hồ. Tùng quay nhanh nòng pháo, bóp cò, quả đạn lao vụt ra. Cùng lúc, hai tiếng nổ đinh tai xé tan bầu không gian yên tĩnh trên trận địa. Mặt đất rung lên, chiếc tăng đi đầu khựng lại, dùng mình, khói chùm kín tháp pháo. Những tên lính đứng lố nhố hai bên thành xe biến đi đâu mất cháy rồi. Bảy reo lên sung sướng, quỷ lao nhanh quả đạn thứ hai và nòng pháo. Chỉ vài giây sau, khói tan dần, chiếc xe tăng lại dùng mình, nó đang quay nòng pháo về trận địa khẩu DK. Những chiếc đi sau cũng vội ngừng khựng lại, quay ngoắt nòng pháo. Thấp, 200, bắn. Bình, bàng, quả đạn thứ hai lao ra, bay vọt qua xe tăng, nổ ầm xuống cánh rừng bên bờ suối. Lắp đạn, bắn. Tùng bóp cò, quả đạn thứ ba lao ra. Một nhoáng lửa bùng bùng kéo theo quả đạn ở đầu nòng pháo. Quả đạn rơi ngay xuống cách khẩu pháo chừng 10 mét, nổ ẩm. Bảy lao vọt sang hầm chỉ huy. Quãng thời gian ngắn ngủi sau ba phát đạn bắn trượt, đủ cho chiếc xe tăng phát hiện ra trận địa phục kích và làm công tác chuẩn bị chớp nhoáng. Tháp pháo xe tăng bắt đầu rung lên. Những quả tự hành 100 ly lao ra, cùng lúc các cỡ súng trên xe thi nhau nhà đạn. Phút chốc, bốn chiếc xe tăng địch trở thành bốn cái cối say đạn. Nó cứ đứng nguyên tại chỗ như cái lô cốt kiên cố mà rung lên điên cuồng. Đạn nhọn quét sát mặt hầm, nổ toang toác trên đầu. Những thân cây lúc xúc bị cắt phăng, đổ xuống rào rào. Trận địa phục kích chìm ngập trong khói bụi và tiếng nổ. Những quả tự hành lao ra khỏi xe tăng, tiếng rít ghê rợn của đường đạn và tiếng nổ nhức óc. Đất đã tung lên, rơi xuống mặt hầm rào rào. Khẩu đội nằm im dưới hầm đợi lệnh. Phía bờ suối, Bọn bộ binh địch lố nhố, chúng lợi dụng những vạt cây bên bờ suối, lăm lăm súng đạn, tiến lên. Các chiến sĩ B-40, B-41 của tiểu đoàn 8 được lệnh xuất kích, đang cắt nhanh qua vạt rừng bên phải, về phía bờ suối. Một tiếng nổ dữ dội trên nóc hầm, tùng nhỏm đầu lên. Khẩu D caret đã bị tự hành bắn bay. Pháo địch ngơn ngớt, chẹt quay máy về tiểu đoàn báo cáo. Tiểu đoàn trưởng thắng lệnh cho khẩu được giúp về quan sát sở tiểu đoàn nhận lệnh chẹt vào bảy chạy sang các hầm. Rút về quan sát sở tiểu đoàn, mau. Các chiến sĩ vọt lên, Tùng dẫn đầu đội hình, chẹt vào bảy đi sau cùng. Tùng cắm đầu, đạp bừa lên đám gai mắc cỡ, chạy. Sau lưng anh, tiếng súng vẫn rộ lên từng trạc. Thỉnh thoảng lại một quả tự hành nổ ầm, Tùng vẫn cắm đầu chạy. Những sợi dây rừng níu lấy chân anh, người anh, anh giật bung, ảo tới. Tiếng súng sau lưng như đẩy chân anh, anh càng chạy khỏe không quay đầu lại tùng cứ thế mà chạy qua vạt rừng thưa đến một tràng cỏ tranh tùng chạy ảo qua phút chốc anh đã chui được vào cánh rừng rậm anh dừng lại thở hổn hến anh bỗng hốt hoảng khi nhận ra sau lưng anh không có ai bám theo anh định thần quay lại nhưng anh sợ mang máng trong đầu anh hướng quan sát sở tiểu đoàn anh cắt sang trái tiếp tục băng vào rừng tiếng súng đột ngột dừng anh đi nhanh càng lúc anh càng dẫn sâu hơn vào rừng già. Người anh run lên. Anh dừng lại, định hướng. Mặt trời đứng khựng trên đỉnh đầu không cho anh nhận ra phương hướng. Anh không còn biết làm gì hơn là tiếp tục bước ảo vào rừng. Càng lúc, rừng càng rậm rạp, âm u. Tin chiến thắng làm nức lòng bộ tư lệnh và các cơ quan sư đoàn. Một chi đội xe tăng địch bị diệt. Hai đại đội bảo an địch bị đánh thiệt hại nặng. Phải rút chạy về chi khu chủ nhiệm pháo binh sư đoàn Trần Cử quay ngay điện thoại xuống cho 209, đề nghị trung đoàn tặng thưởng huân chương chiến công cho đồng chí pháo thủ Descartes diệt chiếc xe tăng đi đầu. Trong lúc vui mừng, chủ nhiệm pháo binh đã nhầm lẫn. Chiếc xe tăng đi đầu và cả ba chiếc xe tăng đi sau đều do những xạ thủ B-40 bắn cháy. Trận đánh diễn ra nhanh chóng, đạt kết quả cao. Bọn địch đã dẫn sắc vào vòng vây của tiểu đoàn đúng như dự kiến. Chỉ một vài phút sau khi khẩu đội DK được lệnh rút về quan sát sở tiểu đoàn, các chiến sĩ bộ binh đã bí mật thắt chặt vòng vây. Từ bờ suối, đội hình phục kích đánh thốc lên. Những xạ thủ B-40 gần như kê sát súng vào thành xe tăng địch mà bóp cò. Bọn bộ binh địch không kịp quay súng, đã ngã nhào. Những tên còn sống sót quáng quàng chạy giạt ra lộ. Trung đoàn trưởng Trần nhận lệnh cho D-8 cơ động trận địa phục kích sang Bắc Lộ. Pháo binh tiếp tục cầm canh vào chốt cầu. Bọn địch trong chốt đang dễ dụa, gào thét, kêu cứu chi viện nhận định của trên địch sẽ tiếp tục tung lực lượng ra chi viện cho chốt cầu. Tình hình chiến sự diễn ra ngoài dự kiến của ta. Việc bỏ dở chốt cầu là thất bại tạm thời, đã nhanh chóng chuyển thành thắng lợi lớn của trung đoàn. Tiểu đoàn 8 sau khi thu dọn trận địa xong, đã cơ động gấp lên hướng bắc đường, trong không khí tiêu diệt địch hừng hực. Tiểu đoàn 9 nhận lệnh chuẩn bị khẩn trương mọi mặt, sẵn sàng tấn công dứt điểm chốt cầu. Khẩu đội Decaret của 7 được trang bị pháo mới và biên chế lại tiếp tục cơ động phối thuộc với D8. Trung đội trưởng Hồng trực tiếp chỉ huy khẩu đội. Trung đội phó chẹt, khẩu đội phó hanh và hai chiến sĩ trên xe bộ được giao nhiệm vụ ở lại tìm Tùng. Tổ của chẹt lặn lội suốt buổi chiều trong rừng nhưng không tìm ra dấu vết của Tùng. Nhiều ý kiến khác nhau xung quanh sự việc này. Người thì cho rằng Tùng đang bị lạc đâu đó trong rừng thôi. Phải tìm cho ra không cậu ấy chết đói, chết khát mất. Người khác bảo Tùng lợi dụng tình thế sơ hở đó của ta để đi chiêu hồi. Hành quả quyết, mấy bữa nay tôi thấy hắn ta trầm ngâm suy tư hẳn đi chả phải anh ấy buồn vì anh trung hy sinh thôi bạn bè cùng học cùng làng với nhau mà huy cãi mình thì không nghĩ là tùng đã đi chiêu hồi chẹt điềm tĩnh nói từ ngày về đại đội cậu ấy luôn là chiến sĩ tốt hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao sống biết điều với mọi người những trận đánh vừa qua đều chứng tỏ tùng là người dũng cảm thế sao lại cong đuôi chạy biến vào rừng như kẻ chạy trốn thế Hành vẫn cố giữ lập trường của mình, bởi nhiều lẽ, chẹt nói kế chính theo mình là bởi tác động tâm lý. Cậu ấy đã bắn tới ba quả đạn đều không trúng xe tăng, bị thằng địch phản pháo thì hoảng lên. Trong lúc rút không dám ngoái lại bởi bị ám ảnh của hỏa lực xe tăng địch. Hơn nữa cậu ấy không nhìn ra cái thế chung của trận địa, cứ tưởng tất cả đều rút nên đã rút cho thật nhanh, thật xa vùng chiến sự. Đến lúc dẫn sâu vào trong rừng thì không có kinh nghiệm vào phương tiện đi rừng nên bị lạc. Trung đội phó dừng lại, cả tốp im lặng nhìn nhau. Mặt trời đã đỏ lừ trên tràng cỏ. Thôi, ta tiếp tục. Chẹt quyết định và cả tốp lại xách súng luồn sau vào rừng. Mãi đến lúc đêm tối trùm xuống, họ mới cắt ra con đường mòn, về cứ nấu cơm. Không ai nói với ai một lời. Họ lầm lũi bước. Gánh nặng hậu quả của trận đánh đang đè lên vai trung đội phó. Anh đau đớn nghĩ rằng mình sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về số phận của Tùng mình sẽ nhận một kỷ luật cao nhất, nặng nhất là mất quyền chỉ huy chiến đấu. Khi mà cơn sốt rét chưa đủ sức làm anh mê man, thì những đợt nhức nhối như búa đập vào màng óc lại làm cho anh tỉnh. Anh giận người khi nhận ra sự cô độc của mình. Chả lẽ cái dấu chấm kết thúc cuộc đời anh lại ở đây, chỉ có một mình anh trên tảng đá, trong cánh rừng ngút ngàn này. Chả lẽ nó lại diễn ra nhẹ nhàng thế, đơn giản thế. Chỉ một đêm, anh nằm đây và những cơn sốt rét ác tính ập tới sáng ra, anh không còn cất nổi mình lên nữa. Anh sẽ cứ nằm nguyên, bất động như thế, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Sau đấy, những con kỳ đà trong những cái gốc cây, hốc đã bên bờ suối sẽ ngửi thấy mùi tử khí. Chúng bỏ ra, lần tìm và trả bao lâu, con mồi của chúng đã hiện ra trước mặt. Chúng sẽ sung sướng nhào tới, tranh giành nhau. Trước hết, chúng cắn xé nát bộ quần áo đang căng ra, chật cứng trên người anh. Sau đó, những cái răng nhọn hoắt của chúng sẽ cắm phập xuống và lôi ra từng miếng thịt trên thân thể đã mềm nhũng của anh. Chúng ăn và nhìn nhau, gầm ghẻ nhau. Trên trời, đàn quạ đen kêu quang quắc, xả xuống lùm cây. Những đôi mắt diều hâu của chúng chẳng khó khăn gì khi sục tìm miếng mồi béo bờ. Chúng đáp nhẹ xuống những tảng đã lô nhô, nhảy trồm trồm về phía con mồi. Những con kỳ đà ngừng ăn, ngẩng lên nhìn chúng. Đàn kỳ đà tròn mắt, nhóng những cái mõm rắn nhọn hoắt về phía bảy quả, cuộc chiến đấu qua ánh mắt bắt đầu. Hai loài vật nhìn nhau chầm chầm và cũng không rời mắt khỏi con mồi một phút. Đàn quạ tiến lại. Với chúng, muốn chiếm lấy con mồi, trước hết phải tống khứ những con kỳ đà xấu xí bẩn thỉu kia đi. Những con kỳ đà thì đau đớn dương tròn mắt lên giận dữ, căm hờn bọn phá bĩnh. Hai bên vẫn nhìn nhau. Thế mạnh đã nghiêng về bảy quả. Cứ trong những bước nhảy đàng hoàng, chắc chắn của chúng qua những tảng đá, đủ biết. Chúng lừa lừa tiến lại, coi khinh những chú kỳ đã đang đồng loạt giống cái mõm nhọn hoắt lên, thế thủ. Bỗng những con quả bay vút lên không rồi lao thẳng xuống đồng loạt như những mũi tên. Đường bay đã chứng tỏ sự từng trải, lành nghề khi săn bắt mồi của chúng. Những con kỳ đà chưa kịp chúi xuống, đã bị những cái mỏ quắp như câu liêm bổ xuống, kẹp chặt lấy mảng da đầu, liên sau đó là cú đá xét đánh. Hiệp đầu vài con kỳ đà đã giấy dành đạch trên tảng đá. Những con sống sót nháo nhào bỏ chạy, rúc biệt vào các hang đàn quả rũ cánh, đứng thờ một chặp rồi sung sướng, ung dung bước lại phía con mồi. Chi một loáng, những cái mỏ sắc nhọn đã thi nhau bổ xuống, mỗi lần kéo lên là một tảng thịt bị rứt ra khỏi người anh. Từng lớp, từng lớp thịt lần lượt bị bóc ra. Chúng vừa ăn, vừa kêu rên, tiếng rên sung sướng của kẻ chiến thắng vang lên rùng rợn. Những con quả từ xa, vội vàng đáp xuống chia vui với đồng loại. Chúng đứng chen nhau đen đặc xung quanh con mồi. Tùng dùng mình, anh thấy lạnh, rồi những cơn lạnh bắt đầu hành hạ anh. Người anh run lên từng chặp, anh lột nghiêng người, co hai chân lên. Hai tay anh thủ chặt vào giữa hai đùi, người anh cong lại, co rúm. Nhưng anh không thể chống lại được cái lạnh từ bên trong lan ra. Có cách nào chống đỡ được? Môi anh khô khốc, trong khi nước bọt lại sầu sầu ra hai bên mép. Mồ hôi thì vã ra, đọng giọt trên mặt, mà toàn thân anh vẫn run rẩy lên, hoàn ngoại trong cái lạnh từng chập, từng chập những cơn lạnh không biết đã kéo dài bao lâu anh đã thiếp đi hay mê man bao lâu chẳng rõ anh mở mắt và thấy tinh tỉnh bầu trời tối đen như mực đến nỗi anh không thể nhìn rõ được bàn tay đang giơ cao lên chới với của mình anh cất đầu lên một lần hai lần không được đầu anh sao nặng thế anh dáng hết sức cất đầu lên một lần nữa lần này thì được đầu anh đã cất được lên khỏi tảng đá nhưng cũng chỉ được vài giây hai bên thái dương anh dần dật. Trong đầu anh như có cả một đàn ong khổng lồ, bị nhốt chặt, chúng đang cắn xé, đập phá, cố thoát ra. Hai mắt anh tóe ra những đốm lửa như những con đom đóm. Anh phải nhắm nghiền mắt lại và thả đầu đánh bịch xuống tảng đá. Anh lại thiếp đi trong mê man. Những con rắn khổng lồ từ đâu phóng tới, cuộn tròn trụ úp mặt anh. Chúng bắt đầu nhe ra những cái răng nham nhở, nhọn hoắt. Cái lưỡi đỏ lử, thè lè, những tiếng thờ phì phì và cái đuôi cuộn qua cuộn lại bỗng một con bay tới cắn phập hàm răng nhọn sắc như những cái lá lúa vào sâu trong bụng anh anh choàng tỉnh bởi những cơn đau bụng những cơn đau cuồn cuộn lớn dần sói mạnh từ bụng dưới ngược lên mỏ ác đau quá thế này trời ơi mẹ ơi đau quá anh bật ra tiếng rên và vật người qua hai bên trên tảng đã nhuốm sương đêm lạnh toát anh co người lại cầm anh chấm vào đầu gối hai tay anh giữ chặt lấy bụng để chống chọi với những cơn đau. Nhưng vô hiệu, dưới làn da, bụng anh nổi lên những cái cục rắn chắc, cuồn cuộn. Có cái gì buồn buồn trong cổ, anh vật người sang bên. Sau những cú bóp mạnh từ dạ dày, nước cộc ra qua miệng anh, chảy dài xuống tảng đã. Anh nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Một hồi lâu, đầu anh rũ xuống và anh không còn cái cảm giác co thắt ở dạ dày nữa. Anh cứ há miệng cho nước từ trong bụng chảy ra những cú nôn làm anh mệt là bụng anh trống rỗng, xẹp lép xuống. Anh lờ mờ nhận ra những cái đã và sắp xảy ra với anh. Anh đưa tay dở dẫm khắp người, bàn tay anh run rẩy. Đầu óc anh vẫn bị ám ảnh bởi đàn quả đen. Bóng tối đặc quánh trùm kín ánh sáng từ hai con mắt đang cố mở, cố căng ra của anh. Anh chẳng thấy gì cả. Sao quanh anh vắng lặng thế? Điều đó làm tăng nỗi khiếp sợ trong anh. Anh tỉnh lại thật sự và hoàng hốt bởi những tiếng động loẹt xoẹt, vù vù trên đau. Đó là những con trồn bay đang trao từ cây này sang cây kia bên bờ suối. Kiếm ăn. Anh nhắm mắt lại. Chờ đợi. Một cái gì? Bất thần bổ xuống. Móc chặt người anh. Nâng bổng lên khỏi tảng đã vào buông ra. Người anh rơi tóm xuống suối. Những con cá cóc trong những hộc đá hai bên bờ sẽ lao vút ra như mũi tên. Đàn cá mại thì lượn tròn xung quanh chuẩn bị đánh hôi một bữa béo bờ. Nhưng không, anh vẫn nằm chơi trên tảng đá. Phía đầu nguồn con suối, vọng xuống tiếng kêu, chót của con chim rừng. Một lát, bên kia suối có tiếng chim bóp. Bóp, đáp lại, đây là tiếng kêu của hai con chim rừng. Khi mặt trời tắt lửa, chúng kêu lên để tìm nhau. Tiếng kêu vang vọng trong rừng đêm đã cho chúng nhận biết hướng đậu của nhau. Chúng vừa kêu báo hướng cho nhau, vừa bay gần trở lại. Chúng cứ vừa kêu, vừa bay như vậy suốt đêm. Mở sáng thì chúng đến được sát gần nhau. Nhưng khi nhìn ra nhau chúng lại vội bay vù lên, mỗi con một hướng. Ngày xưa, có hai anh em một nhà nọ cha mẹ rất nghèo không nuôi nổi đàn con đã đem cho người anh ở một bàn người em ở một bàn khác hai người lớn lên và trưởng thành một hôm cả hai cùng vào rừng hái củi họ gặp nhau trong lúc cùng bị lạc giữa rừng cảnh huống đã gắn họ với nhau họ dựa vào nhau mà chống chọi với cái khốc liệt của thiên nhiên để tìm ra con đường về bản họ đã chiến thắng vinh quang làm họ thương nhau nhưng đến lúc nhận ra nhau là anh em ruột thịt thì đã muộn rồi. Người em xấu hổ quá, uống nước lá ngón mà chết. Người anh quằn quại, đau khổ, đã treo cổ lên cành cây bằng lăng đầu bản. Xác họ biến thành hai con chim. Đêm đêm hai con chim đau khổ ấy cất tiếng kêu thảm thiết gọi tìm nhau. Nhưng đến khi nhìn rõ mặt nhau thì cả hai cùng xấu hổ quá, vội bỏ đi mỗi con một hướng. Và chúng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng tình máu mù, ruột già không cho phép chúng quên nhau chúng kiếm ăn một ngày âu sầu buồn bã và nhung nhớ tối đến chúng lại càng buồn chúng kêu khóc và cánh thì cứ bay về phía tiếng kêu khóc đau khổ của nhau cứ vậy đêm này qua đêm khác bên tai tùng tiếng hai con chim nghe đã cùng rõ nhưng còn xa nhau chắc giờ này mới nửa đêm cơn sốt rét tạm lắng và những cơn đau bụng sau khi quặn lên một chặp nứa cũng đã lắng dần xuống anh tỉnh mặc dù tai anh vẫn rè rè và người anh vẫn thỉnh thoảng rung lên từng chặp bóng đen bây giờ không còn làm anh sợ hãi nữa. Chẳng có con diều hâu, thuồng luồng nào quanh đây cả. Chỉ có anh trên tảng đã vào rừng cây thâm u như đang mở rộng vòng tay che chở cho anh. gìn giữ cho anh qua mọi sự giữ. Anh bỗng thấy đói và khi nghĩ tới cơm thì cơn đói phút chốc quặn lên, cồn cào trong bụng. Trong anh chỉ còn một sự mệt mỏi, bài hoài. Cuối cùng anh cũng chẳng thiết nghĩ đến ăn, uống nữa. Nỗi cô đơn đang làm anh đau xót nghĩ tới cái tổ ấm của mình. Thật là mới cách đây không lâu anh đã hy vọng và chờ đợi sự phá bỏ giải tán cái tiểu đội súng đạn ấy để trở về với những ước mơ đau đáu của mình chẳng mấy nuối tiếc chẳng mấy nhớ nhung cái tố ấm ấy chỉ ấm áp họ trong những năm tháng chiến tranh ở đó họ phải dựa lưng vào nhau mà sống và chiến đấu mà tin tưởng và chờ đợi hy vọng nhưng đến khi chiến tranh chấm dứt chắc chắn cái tổ ấy sẽ mất đi vai trò bao bọc gán bó của nó nó phải tự vỡ ra cho mỗi thành viên bay về một phương trời xa xăm, đã định của mình. Bây giờ bỗng chốc cái tổ ấm ấy hiện ra, sừng sững trước mặt anh. Trong bóng đen đặc quánh, tưởng chừng có thể lấy dao mà sẵn ra được thành tảng của đêm rừng này, cái tổ ấm ấy. Những gương mặt đồng đội, lần lượt đi qua mắt anh. Gió thế, đậm thế, anh bỗng sừng sốt đến đau đán khi chợt nhận ra ràng, cho mãi đến hôm nay, anh mới nhìn ra, thật rõ, thật sâu vào mặt từng người. Đồng đội anh, có phải đây là sự hiện diện cuối cùng của họ trong mắt anh? Nó đang chợt bùng lèn như ngọn đèn dầu cố bùng lên lần cuối cùng, trước khi tắt hẳn. Sau một hồi loẹt xoẹt, tiếng nói từ trước radio bán dẫn trong tay trung đội phó chẹt khục hoặc phát ra. Cái loa rẻ rẻ, rung lên một giọng ngạt mũi, mời đồng bào và các bạn đón nghe chương trình phát thanh đặc biệt chào mừng hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đã được ký kết tại Paris. Nhưng tiếng loẹt xoẹt lại phát ra và tiếng nói im bặt trung đội phó chẹt vỗ mạnh tay vào thùng đài. Vô hiệu, anh nâng cái thùng lên, áp vào tai, vừa vỗ, vừa xoay, vừa nghe, vẫn im bặt. Các chiến sĩ trong trung đội nãy giờ ngồi im, dòng tai lên và gióng mắt về phía trung đội phó, bỗng la lên rầm rầm. Sửa đi, sửa lẹ lên, anh chẹt. Thật kỳ hết sức. Đúng lúc bản tin quan trọng thì đài tiệt. Ném mẹ nó đi cho rồi, đài với điên giọng nói bực tức của anh chàng nào đó trong góc nhà vọng ra. Im đi, các tướng, không trung đội phó cuống lên thì tịt thật. Gương mặt với những nốt tàn nhang rất rõ của trung đội phó chẹt vẫn tỉnh bờ. Anh đặt cái thùng xuống bàn, móc túi quần lôi ra con dao nhíp, con dao vạn năng, như anh em trong trung đội gán cho. Đó là con dao ba lưỡi chiến lợi phẩm của chẹt ở tàu ô. Anh giữ con dao khư khư. Ở trận địa, nó được dùng để sắt cơm nắm, khui thịt hộp, sữa hộp, ngồi buồn thì trẻ tăm, cắt móng tay, đôi lúc nó biến thành cái cọc tăng âm. Bây giờ thì nó đang làm nhiệm vụ một chiếc tuốc nơ vít, chẹt thọc con dao vào các bộ phận của cái radio loay hoay mãi, vẫn vô hiệu, mồ hôi lấm tấm trên trán, cái miệng rộng của anh nhằng ra, làm cho khuôn mặt vốn đã ngắn, càng ngắn lại, chẹt cúi găm mặt xuống sát thùng đài. Ánh mắt của mọi người đổ dồn cả vào cái tuốc nơ vít trên tay chung dội phó. Mọi khi thì đã nổi lên những tiếng trêu chọc, đùa cợt, có lúc quá mức cái radio đi nhặt đó của chẹt. Số là, hồi đơn vị chốt chặn ở xóm ruộng, năm 72, trong một trận phản kích, cái radio của địch bị văng ra từng mảng, lăn lóc trên lô 13. Trong khi anh em ảo lên thu vũ khí, võng dù, thịt hộp, gạo sấy của địch, chẹt lặng lặng thu nhặt những mảnh vỡ của cái đài. Hồi còn đi học, anh từng nổi tiếng trường cấp 3 thanh miện về môn toán lý, nhưng cũng nổi tiếng là tay nghịch ngầm không kém bất cứ học sinh nghịch ngầm nào của trường. Mặc dù chỉ còn nhớ mang máng bài học về cách lắp đài bán dẫn, chẹt nảy ra ngay ý định có cái đài nghe tin tức trong hầm thì thật tuyệt. Thế là chẹt loay hoay lắp đài. Anh đã không uổng công. Hai ngày sau, trong căn hầm kèo chốt chặn, tiếng chị phát thanh viên đài tiếng nói Việt Nam phát ra, tiếng nói vọng ra ngoài, làm mọi người sửng sốt. Cả khẩu đội bỏ sang hầm chẹt, ai cũng bật cười bởi cái đống những kinh kiện lồn nhồn kia lại phát ra được tiếng nói. Trung đội phó ngầm mặt lên, mồ hôi động giọt trên trán, trên thái dương, chảy dài xuống má. Nhưng nụ cười hết cỡ, làm gương mặt anh rạng rỡ. Có tiếng nói là thành công rồi, nhưng còn cái hộp đài, lấy đâu ra đây? Chẹt nghĩ, làm bằng gỗ thùng đạn, thì cồng kềnh lắm. Hành quân đường dài làm sao mang. Cho cả vào trong thùng đạn đại liên thì không cơ động, không mở nghe được dọc đường. Cuối cùng, chẹt đã chọn cái vỏ thùng đạn 12 ly 8 làm hộp đài chẹt hí hoáy khoét chính giữa thùng đạn một cái lỗ, đặt loa đài vào đấy. Anh xếp những mảnh gỗ dán vào thành hộp, rồi gắn các thứ linh kiện lên. Những ngày chốt chặn lô 13 ác liệt, bọn địch vẫn liên tục bò vào trận địa, có ngày hàng chục đợt, nhưng cái đài của chẹt vẫn hoàn thành. Địch vào ít, anh em đánh bật chúng ra. Địch vào đông chẹt tạm xếp đài lại, sách súng chui lên công sự chiến đấu. Địch chạy, chẹt lại quay vào ngay với công việc của mình. Từ ngày có cái đài ấy, trong trung đội vui nhộn hẳn lên, nhưng cũng xảy ra không ít sự phiền. Trung đội trưởng Thịnh, cái ông già khốt ta biết như anh em vẫn gọi, nhiều lần đã phải kêu ầm cả lên. Giải tán. Tôi yêu cầu các đồng chí giải tán ngay, ai vô hầm người ấy. Muốn ăn pháo đi cả loạt hay sao mà tụ tập ở đây. Những lúc ấy, anh em lặng lặng rút êm, ai cũng hậm hực. Rõ chán mớ, cái đài chỉ nói được rất nhỏ, như cặp tình nhân thủ thỉ với nhau ở bờ tre, gốc mít không trụng đầu vào nhau, đố mà nghe được. Trung đội phó ngẩng lên nhìn trung đội trưởng, đôi mắt đang cười của anh nửa như nhận lỗi, nửa lại như thanh minh. Biết làm thế nào được, tôi cũng đã nghĩ tới sự cố có thể xảy ra. Nhưng ngặt một nỗi trong cánh rừng già này, anh em còn có phương tiện thông tin nào để có thể tiếp xúc với quê hương, đất nước, ngoài cái đài bán dẫn. Trung đội trưởng thỉnh lặng lặng đi vào hầm. Bây giờ, nhìn những giọt mồ hôi li ti trên trán trung đội phó không ai nỡ chiêu đùa anh. Các chiến sĩ chỉ sốt ruột, mong ngóng, sao cho cái thùng đạn cổ quái kia cất lên được tiếng nói, cái tiếng nói mà bao nhiêu năm nay, họ hằng trong đợi hiệp định hòa bình. Cuối cùng, tiếng nói vẫn được cất lên. Thật may mắn quá, lúc đài hư là lúc đài đang hát bài hát Việt Nam trên đường chúng ta đi. Bài hát vừa dứt cũng là lúc cái radio được sửa xong. Tiếng chị phát thanh viên vang lên, tiếng nói đã trong hơn, gióng giạc. Nhân dân ta vô cùng vui mừng thông báo cho bầu bạn khắp Nam Châu được biết, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết ngày mùng 6 tháng riêng vừa qua tại Paris. Sau bài xã luận là phần tin và điện mừng của các chính phủ, các đảng Cộng sản anh em, chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại này của nhân dân Việt Nam. Bài hát Việt Nam trên đường chúng ta đi của Huy Du do chị Kim Oanh hát lại cất lên. Các chiến sĩ như nín thở theo dõi không phải họ mới nghe lần đầu bài hát này nhưng nét nhạc và lời ca hôm nay qua là có sức lay động thật mạnh mẽ tâm hồn mỗi người việt nam trên đường chúng ta đi nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó nghe sóng biển ẩm vang xa vọng tới chân trời nghe ấm lòng những khi đang dồn bước mà vui sao ta chẳng nói lên lời bài hát đã hết mà âm vang của nó còn động lại xoáy mãi vào lòng mọi người họ lặng đi biết bao nhiêu mất mát và hy sinh biết bao nhiêu gian khổ và ác liệt biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội đã ra đi. Phút giây đầu tiên của sự đợi chờ, trông ngóng bao năm nay, đã đến. Có cái gì bùi ngùi trong ánh mắt, cay cay nơi cuống họng và bỏng rát nơi sâu thẳm con tim. Niềm thương tiếc. Và rồi, niềm hân hoan, nỗi vui mừng sung sướng bắt đầu lớn lên, vỡ hỏa ra trong lòng các chiến sĩ. Bắt đầu từ Tùng Anh chiến sĩ trẻ nổi tiếng lanh lợi của trung đội, 22 tuổi quê ở Hải Hưng, vừa tốt nghiệp phổ thông xong là lên đường nhập ngũ được bổ sung về trung đội hồi đầu 72. Tùng lao ra sân, nhảy cẫng lên, la lớn. Hòa bình! Hòa bình thật sự rồi! Anh ta lại ùa vào nhà, ôm lấy hưng, được, bảy, chiều. Vừa chạy xung quanh bàn, vừa ôm lấy mọi người, vừa la, gương mặt đẹp trai của Tùng dạng dỡ. Trung đội trưởng Thình, đi giao ban trên đại đội, đã về từ lúc nào? Mọi ngày, gặp lúc anh em túm tụm la hét quanh cái radio như thế này anh sẽ ra lệnh giải tán ngay lập tức. Hôm nay, anh lặng lặng bước vào góc cuối nhà ăn trung đội, anh ngồi xuống cái ghế tre, nhìn anh em. Chẳng ai biết trung đội trưởng đã về, giao ban trên xe bộ. Đại đội trưởng đã thông báo cho cán bộ biết tin về Hiệp định Paris. Thoạt đầu, anh không dám tin vào tai mình. Từ sau ngày 3, tháng 10 năm ngoái, Hiệp định bị phản bội. Đại đội anh vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu quyết liệt và biết bao nhiêu đồng đội của anh tiếp tục ra đi anh hoài nghi thiện trí của kẻ địch. Với anh, chỉ có đánh dập đầu rắn, con rắn mới quỷ. Bây giờ thì anh tin. Khi đã tin rồi thì anh thần người ra, sung sướng làm anh muốn nghẹt thở. Nhập ngũ năm 67, đi bê hồi mậu thân, khi ấy thỉnh đã có năm con nhỏ. Đoàn hậu cần 814 lên tận Z31 xin nhận những lão tướng tụi anh về phục vụ tại đoàn. Nhưng anh kiên quyết không về đơn vị hậu cần. Anh chưa hiểu gì nhiều về công tác hậu cần trong quân đội chỉ mang máng thấy nó cũng như những cái việc lặt vặt rau mắm. Lợn gà, con cái trong nhà của vợ anh vậy, thế thì buồn chết. Anh nàng nặc xin về đơn vị chiến đấu. Đồng chí quân lực trung đoàn nhìn anh ái ngại. Khuyên mãi không được, cuối cùng quân lực trung đoàn đã giao anh về đại đội súng chống tăng. Anh làm quen với khẩu dkg 82 có chậm hơn các chiến sĩ trẻ, nhưng với cái bản chất nông dân cần củ, chân chất, chả bao lâu. Anh đã được cảm tình của anh em trong đơn vị anh em coi anh như người anh cả trong gia đình. Cánh lính trẻ thì xung xoe, gọi anh bằng bố vợ ngọt sớt. Chả vì anh có hai cô con gái, cô lớn đang học đại học Thủy Lợi, cô thứ hai đang học lớp 10. Anh làm pháo thủ, rồi lên làm khẩu đội phó, khẩu đội trưởng. Những chức vụ ấy, anh làm bay, từ cuối năm 71, được giao làm bê trưởng. Phải quản lý hơn bốn chục người, bốn khẩu pháo, về trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy anh có tỏ ra lúng túng nhưng cái chính là anh luôn chăm lo tới anh em lúc nào anh cũng thương yêu chiến sĩ anh lo sợ mất mát lo quá thương anh em quá làm anh khó tính anh khắt khe với mọi người anh kiên quyết với chiến sĩ anh chấp nhận không bao giờ bỏ qua cho anh em những sai sót dù là rất nhỏ thực tế những năm tháng chiến đấu đã cho anh cái nghiêm khắc ấy sai một ly đi một dặm ở chỗ khác thì còn chứa được chứ ở chiến trường thì đừng hòng sửa chữa còn đầu cái đâu nữa mà lo sửa. Để có được một con người, 18-20 tuổi đầu, vất vả lắm, công phu lắm của gia đình xã hội. Cái danh từ ông già khốt ta biết mà anh em lén đặt cho anh cũng từ đó mà ra. Nó chẳng có ác ý gì. Trái lại, đó là sự chiều mến, kính trọng của anh em đối với người cán bộ nhiều tuổi nhất đại đội của mình. Ngồi một mình ở góc nhà, dựa lưng vào cây cột, mắt dán vào mái lá trung quân đang sẫm đen lại trong lòng trung đội trưởng thình bỗng cồn cào một nỗi nhớ. Ở góc nhà đáng kia, quanh chiếc đèn côn đang tỏa ra vầng sáng vàng nhạt, hiện rõ những gương mặt chiến sĩ thương yêu của anh. Họ còn rất trẻ. Họ sẽ là lớp người sung sướng. Đêm trùm xuống. Không gian thoát yên ắng. Giờ này mọi đêm, pháo từ căn cứ Phước Vĩnh vẫn cầm canh tới sáng. Đêm này, thật hiếm có trong chiến tranh những giây phút yên tĩnh đến lạ lùng thế này căn hầm nửa nổi nửa chìm của Tùng càng vắng vẻ hơn trong cái áng lặng bởi chỉ có một mình Tùng. Anh bảy khẩu đội phó và Hưng đi lấy gạo từ chiều. Nếu thuận lợi cũng phải ba, 4 giờ sáng mới về. Cây đèn ăn côn tự tạo của Hưng hết dầu, đang cố vươn lên ngọn lửa quan quại, lụi dần. Trong chốc lát, nó chỉ còn như một hạt đậu than hồng, đang đen dần lại, chuột chạy trong hầm rúc rích. Những con trôm trôm nhảy tanh tách xung quanh đốm lửa chúng chạm vào cả tấm màn dù chữ A trên võng của Tùng. Không ngủ được, Tùng vén màn lên, chui ra khỏi võng. Anh bước lên nhà trên, trăng sáng. Dưới tán cây dập dạp, ánh trăng đầu tháng đang rắc xuống cánh rừng những vệt sáng li ti, chảy dài trên mặt đất. Gió xào xạc trên tán cây. Xa xa thỉnh thoảng vọng lại tiếng kêu tác tác của con nai đi ăn đêm. Tiếng con tắc kẻ trong hốc cây trường đằng kia, đang cố ngân lên, khắc khoải, nhỏ dần, rồi è, è im bặt run dế kêu gian lên từng hồi chừng như chúng đang thi nhau dạo lên bàn nhà muôn thuở của đêm rừng tùng ngồi xuống ghế đặt cằm lên mặt cái bàn tre nhìn ra ánh mắt anh vập ngay phải bờ cây bên kia con đường mòn trước cửa nhà tùng nhìn xoáy vào những đốm sáng loang lổ trên mặt đất trong bóng tối của tán cây nổi bật lên những vệt lân tinh xanh lẻ. bỗng có tiếng đề ba cùng cùng tiếp đó là tiếng rít ghê rợn của đường đạn bay xoẹt xoẹt Tùng bật người khỏi ghế, lao như bay xuống hầm, tai anh ù đặc bởi tiếng nổ. Tiếng đề ba vẫn vọng tới, và những tiếng nổ liên tiếp. Không gian phút chốc bị xé toang ra, mặt đất rung lên từng hồi. Những vẹt lửa nhằng dài, gió thốc cả vào miệng hầm. Tùng ngồi dán mình vào thành hầm. Có tiếng kêu ở phía khẩu đội 2. Tùng trồm lên. Anh vừa đặt chân lên bậc hầm thì một tiếng nổ dữ dội hất anh trở lại. Im lặng, Tùng giờ khắp người. Không hề gì. Pháo dứt, anh lại lồm cồm bỏ lên nhà trên anh nghe rõ tiếng lao sao đang dậy lên ở hầm được tùng lom khom chạy sang một cảnh tượng hái hùng đập vào mắt anh không còn ai nhận ra được hầm của được nữa đạn pháo đã đào bung căn nhà nổi và lấp kín ngách hầm các chiến sĩ đang đào bới một hồi lâu anh em mới lôi được được lên khỏi mặt đất được đã tắt thở toàn thân anh còn nguyên vẹn nhưng mềm nhũn ra nhão nhoẹt tựa như có ai cầm cái búa tạ mà dần một lượt trên các đốt xương Tùng ôm mặt lùi thủi trở về hầm. Anh sợ. Đêm hòa bình đầu tiên. Dưới gốc cây trường cổ thụ, một bãi đất được phát dọn sạch sẽ. Hai bên cái vuông đất cỡ 10 mét. Các chiến sĩ đã làm sẵn hai hàng ghế dài, chính giữa là bệ đặt pháo. Ngoài kia, qua vạt rau của đại đội là nương bắp. Mùa này mì và bắp đã thu hoạch xong. Giữa nương mì với rừng xanh đã được bố trí sẵn những mô hình như lô cốt, ụ pháo, xe tăng địch, cụm hỏa lực, công sự nổi, chìm, các cụm bộ binh địch. Tiểu đội sắp thành hai hàng, như thường lệ, khẩu đội trưởng Tân quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung buổi tập. Anh nhắc nhở Hưng, Tùng và cả khẩu đội phó bảy nữa về tác phong ra bãi tập chậm chạp. Một vài đồng chí biểu hiện uể oải. Có tiếng gì rầm trong hàng, khẩu đội trưởng dừng lại. "Nghiêm!" anh hô to. Các chiến sĩ vội nín lặng. Khẩu đội trưởng nhìn xoáy vào từng người một. Một phút im lặng anh tiếp tục xác định tinh thần luyện tập cho anh em các chiến sĩ nghe một cách thở ơ có chuyện gì thế nhỉ khẩu đội trưởng hỏi tôi có cảm giác là các đồng chí không chú ý nghe tôi nói các đồng chí đã rõ cả rồi đấy đợt huấn luyện này rất quan trọng mà kỹ thuật thì nhìn chung toàn khẩu đội chưa cao đâu nhiều đồng chí đã qua chiến đấu trực tiếp một số trận nhưng học thêm không thừa hơn nữa các đồng chí pháo thù dự bị và số đạn phải tranh thủ mà học sẵn sàng thay thế số một khi cần thiết. Khẩu đội trưởng nói một hồi, các chiến sĩ vẫn đứng im nghe nhưng trên gương mặt chiến sĩ nhiều người tỏ ra thờ ơ, không quan tâm gì mới tới những lời huấn thị của anh. Cuối cùng, Tân vẫn phải hạ lệnh cho các chiến sĩ ngồi xuống ghế. Hưng, Quyên và Trung vào vị trí. Khẩu đội trưởng hô. Ba chiến sĩ đứng dậy, bước lên giá pháo. Họ uể oải ngồi vào các vị trí pháo thủ. Khẩu đội chú ý, lấy cây cầy độc lập bên phải làm chuẩn, qua trái một ngón tay là trận địa pháo của địch. Hưng giơ ngón tay lên, nheo mắt. Rõ, Hưng đáp. Qua trái hai ngón tay là lô cốt số một. Rõ, từ lô cốt số một, qua trái hai ngón tay, cao lên phía trước là cụm bộ binh địch. Rõ, bỗng khẩu đội trưởng hô lớn. Mục tiêu chân địa pháo, độ hướng 30.0, thước tầm 0, 300, một phát lắp đạn. Hưng quay nhanh nòng pháo tìm mục tiêu. Cùng lúc, quyền đã lao xong quả đạn giáo luyện vào nòng pháo. Tiếng khóa nòng đóng lại đánh rốt. Báo cáo, xong, bắn, cạnh, tiếng kim hỏa phát ra đanh gọn. Kiểm tra, khẩu đội trưởng ra lệnh. Hưng bước lên phía trước một bước, tân bước vào vị trí số một. Anh quỳ chân phải xuống đất hai tay giữ nắm xoay tầm và hướng pháo, mắt anh nhìn qua kính ngắm. Anh khẽ nhích nòng pháo qua phải, rồi qua trái vài ly rác lần buông pháo đứng bật dậy. Đồng chí Hưng, anh cau mày nói, tôi hạ lệnh đồng chí ngắm bắn mục tiêu nào. Báo cáo lô cốt số 1. Hỏng, hỏng bét, đầu óc đồng chí để ở đâu thế hử. Lệnh trận địa pháo, lại đi bắn lô cốt số 1. Báo cáo. Không báo cáo gì hết. Đồng chí về vị trí số 1. Tất cả chú ý khẩu DK-57 của địch đang nhả đạn về phía trận địa ta. Khẩu dội trưởng bị thương nặng. Nhanh như chớp, Hưng nhảy lên. Anh hạ lệnh. Quyền vào vị trí số 1, trung số 2, tùng số 3. Việt và Tắc đưa ngay khẩu dội trưởng về phía sau. Mục tiêu trận địa pháo 30.0, nạp đạn. Tiếng khóa nòng đóng mờ rôm dốc, Bắn. Cạch. Kiểm tra. Khẩu đội trưởng Tân Hồ. Được. Tân thở phào. Sử trí của đồng chí Hưng như vậy là tạm được. Những thắc mắc nãy giờ của anh về anh em tan biến. Ờ. Lơ mơ tập tành kiểu vừa rồi thì chết. Khẩu đội tập tiếp, khẩu đội trưởng hô và tiếp tục kiểm tra. Thấp, đạn sẽ nổ trước mặt xe tăng. Làm lại. Sau khi mệnh lệnh được hạ đạt, vài phút im lặng, khẩu đội trưởng cau mày. Báo cáo xong, số một hưng rõng rạc, bắn, kiểm tra, cao. Sao vậy nhỉ? Đồng chí tập tành làm sao vậy? Phát trước, đạn nổ chưa tới xích xe. Phát này, đồng chí lại cho quả đạn tìm nai trong rừng xanh. Lạ thật. Trong óc khẩu đội trưởng hiện lên một pháo thủ trẻ, thông minh và dũng cảm, niềm tin của khẩu đội, Hưng. Hồi đầu năm ngoái, khi anh quân lực đại đội dẫn xuống cho khẩu đội anh một chiến sĩ mới, đó là một thanh niên chưa tới 20 tuổi, dáng người mảnh rẻ, da trắng như con gái, điệu bộ rất thư sinh. Anh đã nhìn người chiến sĩ ấy với ánh mắt không mấy cảm tình. Ở đây, trong cuộc sống và chiến đấu quyết liệt này, anh cần những chiến sĩ vạm vỡ, khỏe mạnh, da sạm nắng, vai u thịt bắp càng tốt. Công việc nó cần vậy. Cứ hành quân một hai đêm liền, một khẩu pháo, một cơ số đạn, ba hay bảy ngày gạo, muối, cá khô, nước uống. Là biết mặt nhau liền. Khỏe. Yêu cầu số một của lính pháo là khỏe và gan. Còn Hưng. Nghe đầu hắn lại đang học năm thứ hai trường đại học tổng hợp văn. Lý sự. Rồi thì mệt với hắn ta đây. Công việc người ta vẫn bổ về khẩu đội, theo đầu người, chẳng bớt xén đi đâu được một ký lô. Khiếu nại, trả được, mình chối, đẩy anh ta cho ai. Anh khẩu đội nào trả khôn, trả nhìn ra cái hơn, cái thiệt. Và lại, trong lúc đang rất thiếu người này, anh em hành quân từ Bắc vào đây, được người nào quý người ấy. Nghĩ vậy, Tân biên chế hưng vào tổ của khẩu đội phó 7. Thật bất ngờ với Tân, chỉ một tháng sau, chàng lính trẻ người thủ đô chính gốc ấy đã chiếm được cảm tình của anh em trong khẩu đội. Hưng là người thông minh, ham học hỏi, hiểu biết về xã hội khá, nhưng chẳng bao giờ lý sự. Chỉ sau một tuần luyện tập, Hưng đã sử dụng thành thạo khẩu pháo. Anh còn nhanh chóng nổi tiếng vì nghề thợ nguội. Hàng chục chiếc đèn ăn côn do anh chế tạo, đã xuất xưởng, rồi ca nhôm, lược DUIRA đủ cỡ, đủ kiểu. Khách hàng trong trung đội, đại đội đến đặt ngày càng đông thậm chí một vài thủ trưởng trên cơ quan trung đoàn cũng xuống đặt hàng đơn đặt hàng đã chiếm hết thời gian rảnh rỗi cả giờ nghỉ trưa của hưng hưng không nản anh cặm cụi suốt ngày ở bãi tập đến giờ giải lao lúc anh em nhào vào rừng hái dâu ra hái gùi bẻ quả trường thì hưng tháo bọc đồ nghề trên dây lưng ra cặm cụi cưa cái đuôi quả cối tám mốt đã nổ làm thân đèn mấy tay đặt hàng đưa dâu ra vào gùi vổ vừa coi hưng làm vừa bóc những trái dâu ra đất màu đỏ sẫm đút vào miệng cho hưng hưng ăn dâu ra mắt vẫn không rời khỏi cái đuôi quả đạn cối con nhà nòi có khác ba đời ông cha hưng đều là thợ nguôi có hạng vậy mà anh lại đi học tổng hợp văn anh em hỏi vậy hưng chỉ cười có động cơ cả đấy anh nói con người thông minh và cần cù này cũng chả thua kém ai về lòng dũng cảm trận đánh chiếm cầu sông nhà bích vừa rồi là một bằng chứng trong lúc bộ binh mở rào chuẩn bị thọc vào trung tâm Khẩu DK cũng được điều vào sắt nút. Hàng rào mở tới đâu, bộ binh và DK nhích lên tới đó. Hàng rào cuối cùng vừa bị phá bung. Cùng lúc, khẩu đại liên của địch ở lô cốt đầu cầu quét ra. Các chiến sĩ bộ binh vội nằm bẹp xuống. Pháo thủ số một quỷ trúng đạn, bị thương. Khẩu DK được lệnh diệt ngay lô cốt đầu cầu. Khẩu đội trưởng còn chưa kịp chỉ thị. Hưng lao ngay vào vị trí số một. Nhanh như cắt, bằng một quả đạn chính xác. Hưng đã làm cho khẩu đại liên địch câm bặt các chiến sĩ ào lên. Từ phía góc phải, bọn địch co cụm lại, chống trả quyết liệt. Hưng vác nòng pháo lên vai, kề vào thành công sự, bình tĩnh bắn từng quả một vào những lô cốt đắp bằng bao cát, đang quét ra những vệt lửa lằng nhằng. Hưng chạy lên trước cả đội hình bộ binh, diệt hết lô cốt này, tới lô cốt khác. Có lúc, Hưng nhảy cả lên nóc lô cốt, đứng thẳng người mà bắn. Trận ấy, Hưng đã được tặng thưởng huân chương chiến công. Cũng ngay sau trận đó, Hưng được đưa lên pháo thủ số 1, bây giờ? Hay là cha này chủ quan, thỏa mãn thành tích mà dừng lại rồi chăng? Giải lao, khẩu đội trường tân hô lớn. Anh đi lại gốc cây trường, tháo cái dây lưng ra, ngoắc vào nhánh cây. Anh vươn vai vài cái, rồi quay lại. Anh chợt sừng sốt. Các chiến sĩ vẫn ngồi nguyên trên ghế. Những ngày tập trước, khẩu lệnh giải lao chỉ vừa dứt là anh em cũng vừa tháo xong dây lưng ra khỏi người. Có anh nhanh chân, đã tót lên nhánh cây trường rồi vậy sao bữa nay? Anh, bước tới bên cạnh khẩu đội phó. Thế nào, anh bảy, làm vải chùm ra ra cho đỡ khát nước chứ? Khẩu đội phó vẫn ngồi yên, tân lấy làm lạ, anh ngồi xuống cạnh bảy. Anh em đang có vấn đề đấy, bảy nói. Anh bảo sao? Hiệp định Paris ký rồi. Trời đất, tưởng gì, thì sao nào? Thì hết đánh nhau chứ sao, anh Tân, quyên nói xen vào câu chuyện của hai người bậy nào sao lại hết đánh nhau được đánh nhau là mình vi phạm hiệp định ngừng bắn tùng nói nó nói một đằng nhưng lại là một nẻo tân giải thích hiệp định đã được ký kết nhưng nó vẫn xua quân đi càn ngày hôm kia nó trả câu pháo vào cứ mình đồng chí được hy sinh là gì đánh mình phải đánh cho mạnh không mưu mơ gì được đâu hôm trước chắc là chưa có thông báo nên nó mới bắn bậy chứ hai hôm nay khẩu đội trưởng xem có thấy nó bắn đầu. Tùng lý sự, nó đã ký vào văn bản rồi, nó phải chấp hành. Còn ủy ban kiểm soát, giám sát quốc tế nữa chứ. Bộ có mình với nó không thôi sao. Mình đánh là mình vi phạm hiệp định mất. Em cũng nghĩ thế, anh lần à. Hòe lên tiếng, anh chiến sĩ hiên lành và ít nói nhất tiểu đội này. Lại nổi tiếng là gan. Đánh nhau thì lì lợm, chả coi pháo nổ, đạn rít ra cái gì. Lại khỏe, hành quân đường dài thì khỏi chê một mình vác nòng pháo đi cả buổi không cần thay nhưng nói năng thì lúng búng động tí đã đỏ mặt hòe gãi tai em cứ nghĩ là hòa bình rồi còn đánh đấm với ai nữa tân nhăn chán lại thì ra tình huống này anh chưa tính tới tối qua giao ban trên đại đội anh ngậu phổ biến chỉ thị của trên các đơn vị phải tiếp tục giáo dục ý thức sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội đề phòng tư tưởng hòa bình chủ nghĩa mất cảnh giác hiệp định hòa bình đã được ký kết nhưng dự kiến của trên là bọn địch sẽ xua quân lấn chiếm vùng giải phóng phá hoại hiệp định giành đất giành dân với ta cho nên các đơn vị toàn miền vẫn phải không ngừng tích cực chuẩn bị lực lượng chuẩn bị phương án sẵn sàng trừng trị hành động lấn chiếm phá hoại của địch phải đánh đau thật đau đánh tận căn cứ xuất phát hành quân lấn chiếm của địch mà giành đất giành dân mở rộng vùng giải phóng chống tư tưởng bàng quan sợ vi phạm hiệp định mà để lỡ mất thời cơ tiêu diệt địch để mất đất mất dân Tân quay sang, anh nói, giọng anh bỗng trang nghiêm như một chính ủy trước cả đoàn quân. Các đồng chí, trên vừa phổ biến, khả năng thằng địch phá hoại hiệp định là nhiều đấy. Bản chất của chúng là vậy, còn chúng ta, lực lượng vũ trang thì bất luận trong tình hình nào cũng không được lơ là, mất cảnh giác. Hiệp định hòa bình có được thực hiện triệt, để hay không, cũng là ở chúng ta. Ta mà yếu đi, nó sẽ lấn tới. Ngược lại, ta nhanh chóng xây dựng lực lượng mạnh lên, mới có cơ sở cho nó sợ, nó chấp hành. Buổi tập lại tiếp tục nhưng không khí vẫn không lên được. Khẩu đội trưởng rốt cuộc đành phải đánh giá kết quả buổi tập không cao. Một số đồng chí thiếu nhiệt tình học tập. Trước khi ra lệnh thu quân, 6 tháng tạm dừng những trận chiến đấu để lo củng cố lực lượng, cũng là 6 tháng tạm thời ngừng bắn, bảo vệ hiệp định hòa bình. Bây giờ, tình hình phát triển đã không cho phép lực lượng vũ trang ta ngồi yên các dấu hiệu phá hoại hiệp định của kẻ thù ngày càng lộ rõ. Công việc chuẩn bị cho những trận chiến đấu mới được tiến hành rất cụ thể, khẩn trương và chu đáo. Như bao nhiêu những trận chiến đấu trước đây đã thành nếp, thành thói quen của người lính ở chiến trường, hành quân đêm, xuyên rừng và tổ chức những trận chiến đấu thật nhẹ nhàng. Ảo gì, có gì khác nữa đâu với người lính trong chiến tranh. Với họ, chỉ có một phía trước, sốc tối, hướng tới với quyết tâm cao bởi niềm tin, niềm hy vọng đặt cả vào ngày giải phóng ở đó có mỗi người và cả toàn dân tộc có lệnh là đi có địch là đánh đánh rồi lại đi hàng tuần hàng tháng lặn lội trong rừng sâu núi thẳm đêm là của ta ngày của địch vừa đặt bồng tạm ổn định ăn ở có lệnh chuyến cứ đi liền một cái bồng nhỏ gói gọn một bộ đồ dài một bộ đồ lót vài ba thứ đồ dùng lặt vặt cho sinh hoạt cá nhân một cơ số gạo cho ba hay bảy ngày ăn một cơ số đạn, cái võng, cái màn dù chữ A, bi đông dựng nước, tấm ni lông che mưa, con dao, găm, cây đèn pin đi rừng, thì luôn được dắt, buộc gọn gàng trên dây lưng, đeo cái dây lưng vào người, khoác hai quai bồng vào vai, sách khẩu súng, là xong, là lên đường, đi và đánh địch, đánh địch và đi, trận địa trải dài ra, có lúc thọc sâu xuống đồng bằng, có đợt cứ cơ động quanh quần, vòng vo mãi hàng tháng trời trong một cánh rừng đại đội trưởng ngã xuống đại đội phó lên thay trung đội trưởng hy sinh khẩu đội trưởng thay thế lâu lâu đơn vị được bổ sung thêm một đợt chiến sĩ mới từ miền bắc vào anh em nhanh chóng thích nghi với sinh hoạt chiến đấu có khi trận đầu còn là tân binh trận sau đã lên a trương b phó những cánh rừng che chở cho người lính họ ở trong rừng ăn trong rừng rừng che mắt bọn máy bay trinh sát địch cho họ tạm lánh qua ngày để đêm đèm lại trồi nắp hầm đi tìm địch đánh địch. Họ chiến đấu bên cạnh rừng và rừng đã ôm ấp lớp lớp đông đội thân yêu của họ. Cùng với sự che chở, bao bọc cua rừng là đồng đội. Quay năm trong rừng, họ chỉ có nhau. Đôi khi thèm khát đến nôn nao tiếng khóc của một đứa trẻ, bóng dáng của một người dân. Một cô gái thon thả, mái tóc xòa xuống ngang lưng. Thiếu thốn và gian lao, nhưng họ không đơn độc. Đồng đội là cánh tay rộng mở của tình thương, sưởi ấm trái tim họ. Mỗi người có một miền quê, một gia đình một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng ở đây, họ có một cái chung là lý tưởng cách mạng và một cái đích là ngày giải phóng miền Nam. Tất cả, riêng, chung của mỗi người đều tập trung ở cái đích ấy. Chính nó là sợi dây trói buộc họ lại với nhau. Họ đã dựa đầu, tựa lưng vào nhau mà sống và chiến đấu và luôn sáng tạo ra những cách đánh táo bạo để chiến thắng quân thù, để cho cái ngày cờ hoa dập trời chiến thắng ấy mau chóng gần xích lại. Bây giờ, cái giây phút thiêng liêng nghe công bố hiệp định hòa bình được ký kết trên đài một làn gió sẫm thổi ủa vào lòng mỗi người làm bùng cháy lên ngọn lửa ngọn lửa từ lâu đã chỉ còn là một đốm than âm ỉ leo lét hạnh phúc gia đình và quê hương tình yêu và sự nghiệp tất cả vụt đứng dậy sừng sững trước mắt mỗi người bỗng dưng ai nấy thấy lòng mình lặng đi chìm xuống có cái gì đấy dâng ứ nghèn nghẹn trong ngực làm tương tức phải chăng những cái bấy lâu nay bị dồn nén bị nhận chặt bây giờ cựa quậy lớn lên bật ra trào dâng lên cuồn cuộn cuồn cuộn nước mắt trên khóe mắt người lính bỗng lăn ra những giọt nước nóng bỏng mừng mừng tủi tủi sống rồi người ta vội giờ dẫn xung quanh mình cảm thấy còn nguyên vẹn dù đôi chỗ có cộm lên bởi những vết sẹo chạy dài sống rồi lồng ngực bỗng chốc như muốn vỡ bung ra bởi tiếng thét ai cũng muốn vậy một tiếng thét thật to thật vang cho mọi người trên khắp hành tinh này đều nghe đều biết cái mừng vui hạnh phúc của mình hòa bình rồi đồng chí ơi bạn bè ơi quê hương yêu dấu ơi chúng con còn sống chúng con sẽ trở về lúc đó mẹ sẽ hỏi thế còn thằng hùng thằng đại tụi nó đâu cả sao chưa thấy về sau cái giây phút bừng lên như sóng trào như lửa cháy như mưa rơi như gió lốc ấy đồng đội nhìn nhau ánh mắt họ bắt gặp nhau ở khoảng giữa nơi ấy đang thiếu vắng những đồng đội thân yêu của mình. Ánh mắt chợt cong xuống, vàng đi, và mối ân hận ngậm ngùi dâng ứ. Thành ơi, Hùng ơi, tụi mày đã ra đi quá sớm. Tụi mày đã không bao giờ được hưởng dù chỉ một phút. Một phút thôi, cái thời khắc sung sướng và hạnh phúc này. Được ơi, mới vừa nghe xong bản tin hiệp định được ký kết, mày đã bị chúng nó cướp đi. Chúng nó. Mặc dù đã được học tập quán triệt sâu, kỹ về âm mưu thủ đoạn phá hoại hiệp định của kẻ thù và cuộc chiến đấu tiếp theo đã được chuẩn bị thật chu đáo nhưng sao trong lòng những người lính hôm nay vẫn có cái gì đó cồm cộm gờn gợn lên không khí trong khẩu đội trùng xuống từ sáng khẩu đội trưởng tân như con thoi khi thì chạy lên đại đôi khi lên trung đội lo bổ sung gạo đạn quốc sẻng dốc thúc anh em chuẩn bị mọi mặt nhiều lúc anh cắt gỏng này hưng cho cái giường cưa vào bó đạn đi chứ Tùng, bảo mãi rồi, thay cái quay bồng, không làm. Bồng pháo là phải gọn ghẽ và chắc chắn. Hành quân một chập, mà rớt cái kính ngắn là tai vả. Tôi không nói nhiều nữa, đồng chí tác, bỏ ngay đôi dép nhựa đi, rút cho chặt quay rồi dép lốp lại. Đi dép nhựa mười bữa phồng chân lên cả chục, rồi thì tụt lại. Mười lần hành quân đường dài, là cả mười lần khẩu đội phái cho người quay lại đón. Khẩu đội hành quân. Đêm đầu tháng, ánh trăng non đã tắt từ lúc nào trời đầy sao nhưng trong rừng cây rậm rạp đêm tối trùm xuống những cây đèn pin được che kín lại chỉ để hở một khe sáng nhỏ như hạt đậu xuyên vào rừng trên con đường mòn ngoằn ngoèo trăng trắng loang loáng những vệt cát những gốc cây phát cưa sát đất đàn mối hai bên đường rào rào mỗi khi bước chân chiến sĩ đi qua đoạn gỗ mục không ai bảo ai mọi người lặng lẽ nhặt những màu gỗ mục phát sáng đặt vào bồng người đi trước phút chốc cả hàng quân xanh lét một vệt dài, như con rết khổng lồ, ngoan ngoèo, sen trong những vạt rừng. Im lặng, không một tiếng động nào khác phát ra ngoài những mệnh lệnh ngắn gọn từ đầu hàng quân truyền xuống và tiếng động đều đặn phát ra từ đế dép cao su trên mặt đất. Con đường mòn kéo dài ra mãi, tưởng chừng như không bao giờ ra khỏi cánh rừng già bạt ngàn. Bên kia bờ suối, tiếng hót vọng lại lanh lành, nghe thảm thiết, dần dận của bầy vượn. Tiếng những chú tắc kè nhỏ dần, cố ngân lên. Khẩu đội trưởng dần đi tách ra ngoài hàng quân. Anh hết vượt lên trước, lại dừng lại, đi sau cùng đội hình khẩu đội. Thỉnh thoảng anh lại khẽ dục những đồng chí yếu dáng bám sát đội hình. Mồ hôi vã ra đẫm cả lưng áo, các chiến sĩ cố bám sát lấy nhau, lầm lũi bước. Tân vừa đi, vừa cởi cái nút cổ áo, anh kép cái nón vải xuống, lau mồ hôi trên ngực, anh đi sang lề đường. Một sợi dây rừng mắc vào nòng súng, kéo anh khựng lại, anh dừng bước, gỡ sợi dây Tay anh quờ phải sợi gai mây, cả chùm gai cào vào bàn tay anh, đau nhói. Anh nhẹ nhàng gỡ sợi mây đã bám vào cánh tay áo, một hồi, vẫn chưa hết. Cáu tiết, lần rút dao găm ra, phạt túi bụi, vừa phát vừa lầm bẩm. Quỷ tha ma bắt cái dây mây chết tiệt này. Những sợi mây đứt tung, kéo theo cả mảng áo anh. Có sợi lì lợm còn cố bám vào bồng, vào dây súng. Mặc nó, anh hối hả bươn theo đội hình khẩu đội. Đơn vị vượt qua con lộ đỏ, lệnh giải lao. Các chiến sĩ nhanh chóng đặt pháo, đạn và bồng xuống vệ đường. Có đồng chí tháo cả dây lưng, những tiếng thở dài và những đốt xương kêu răng rắc. Khẩu đội trưởng đặt bồng xuống mép rừng phía trái, ngay giữa đội hình khẩu đội. Khẩu AK bán ngập vẫn đeo trên vai. Anh đi một lượt kiểm tra các chiến sĩ. Tác A, à, Tân đến bên người chiến sĩ đang ngồi ở cuối đội hình. Đó là một chiến sĩ trẻ măng, vẫn bộ đồ tô châu mang từ miền Bắc vào còn mấy chân tay ra sao rồi. Ta kéo cái nón tai bèo xuống, thở thật sâu vài hơi, nói. Báo cáo anh, còn tốt à, nhưng chắc giờ sau là nó dở chứng, em nghĩ vậy, đã có dấu hiệu cho biết rồi. Cậu đổi bó đạn cho anh bảy, vác khẩu AK gọn hơn. Không sao, em vẫn đi được mà. Đừng có nói cứng, tiếng hưng từ đâu hàng vọng xuống, cậu muốn bám cho kịp đội hình, hay để anh em phải quay lại đón đấy mang cái bồng lên đây đổi cho mình cậu đeo cái bồng kính ngắm này này tác còn trần trừ hưng đã xách cái bồng gọn gàng như quả mít trong bồng chỉ có một cái kính ngắm vài ba phụ tùng lật vặt của pháo đặt xuống trước mặt tác anh xách cái bồng to xù nặng trịch của tác về chỗ mình tùng đâu rồi khẩu đội trưởng gọi im lặng tùng đâu tân gọi nhỏ vẫn không có tiếng trả lời tân sụp vào trong rừng cạnh một ủ muối cách đường chừng giam bước Tùng đang nằm còng queo, đầu gối lên cái chân pháo, ngài khò khò. Thằng cha lém này, bữa nay hiền quá ta. Thôi, cho hắn ngủ một tí. Tân lầm bầm, quay ra. Trung đội phó chẹt từ cuối đội hình trung đội, đi tới. Anh ngồi xuống cạnh Tân lúc bấy giờ đã tháo khẩu súng ra khỏi vai. Ngồi lên cây gỗ đổ, bên cạnh cái bồng của mình. Nhắc anh em chuẩn bị vượt lộ 14. Chọt nói qua lộ từng người, mỗi người cách nhau 10 mét đề phòng bọn biệt kích nóng ra. Sang bên kia lộ là rơi đường mòn, vào đường bẻ cỏ do trinh sát rê tám cắt lúc chiều. Phải chú ý bám thật sát, lạc như chơi đấy. Cậu tác có sao không? Chân với tay gì? Động hành quân là phùng rộp cả lên. Không sao anh chẹt ạ. À. Hành quân thì tôi không ngại, nhưng lo nhất lúc chiếm lĩnh. Theo địa hình học trên sa bàn thì khó vào đấy. Vượt được cái dốc thẳng đứng mà vào chân cầu cho thật êm mới là vấn đề. Mà hình như Tân ngập ngừng, trận này. Sao? Tôi có cảm giác là anh em chưa thật tập trung tư tưởng. Cái đó là đúng thôi. Đến mình cũng có lúc còn chưa thật thông nữa là. Tình hình nó diễn ra như vậy. Các nơi, địch đều nóng ra. Xâm lấn vùng giải phóng. Mình phải trừng trị chúng. Trên đã phổ biến rõ rồi. Mình có quyền tiến công vào tận căn cứ xuất phát hành quân của nó. Cơ mà. Anh chẹt này. Hưng xen vào câu chuyện của hai người em nghĩ chả có gì phải lẫn cấn cả. Hai tháng đầu, thấy im im, mình còn hy vọng ở thiện trí của nó. Gần đây thì chả còn hy vọng nữa rồi. Pháo trăm linh lăm của nó ở cầu sông vẫn bắn ào ào vào hậu cứ của mình. Phải bịt miệng nó lại là đúng quá rồi. Cậu chỉ được cái anh hùng rơm. Tiếng tùng lém, cậu ta đã bỏ ra, lén nghe câu chuyện của mọi người từ lúc nào nó bắn thây kệ nó. Mình im, mình chấp hành, mới có cơ sở đấu tranh với nó được chứ vài quả pháo khiêu khích, đã trả đũa, nó càng có cơ làm tới. Hưng đã thấy nong nóng bên Thái Dương, anh quay lại, nói nhỏ, nhưng rít lên. Nó làm tới ý à, mình đánh tới, không mưu mơ gì với nó cả. Không đánh cho mạnh thì đừng có hòng hòa bình, hiệp định gì hết. Đã đành vậy, tùng chữa, nhưng tớ nghĩ là mình phải kiên trì, phải từ từ. Trung đội phó chẹt ôn tồn, 6 tháng nay mình đã kiên trì bảo vệ hiệp định rồi đó. Nhưng trên nhận định rõ ràng, thằng địch không chịu thi hành những điều khoản đã ký kết. Mình ở đây không quan sát được diễn biến chiến sự toàn miền, theo thông báo của trên thì ngay sau khi hiệp định ký, còn chưa giáo mực nữa, thằng địch đã xua quân ra xâm lấn vùng giải phóng, ở ngoài khu năm, ta đã tổ chức đánh quy mô lớn, trừng trị chúng, tiếp tục giành đất, giành dân. Thì em có ý kiến gì đâu, em chỉ nghĩ là Tùng chưa nói dứt câu thì có lệnh hành quân. Chẹt, Tân, Hưng, Tùng cùng đứng dậy. Trung đội phó vỗ vai Tùng. Đánh, chú em ạ, à, Phải đánh vào tận xào huyệt của chúng mới mong có hòa bình thật sự. Anh bóp mạnh bàn tay vào vai Tùng, rồi vượt lên trước. Hưng đổi pháo cho quỳ. Khẩu đội tiếp tục hành quân. Rừng ra lùi lại phía sau. Con đường mòn sáng dần ra. Hàng quân đi vào đoạn rừng lúc xúc. Bỗng, tầm mắt chiến sĩ mở rộng ra sinh lầy, con lộ 14 hiện ra trước mắt họ. Trung đội phó đi ngược trở lại. Vừa đi, anh vừa nói nhỏ với từng người. Kiểm tra lại mang vác, chuẩn bị vượt sình. Nhớ là bí mật, hết sức bí mật, đi thưa, thật thưa ra. Tốt nhất là cởi quần dài, buộc vào bồng, tháo dép ra. Qua bên kia lộ, tiếp tục đi thật nhanh một đoạn nữa, mới được dừng lại, dồn đội hình. Phía trước, đội hình trung đội, bắt đầu vượt sình tiếng nước khua loẹt xoẹt có tiếng ai đó giết qua kẽ ràng Khé chứ muốn ăn pháo hả tùng sắn cao ống quần xốc lại quay bồng chuyên cái chân pháo sang vai trái tay phải cầm cây gậy trống anh đặt chân xuống nước một cảm giác ớn lạnh chạy ngược lên người anh bàn chân anh lún sâu xuống lớp bùn nhão nhoẹt bọt nổi lên sầu sầu cỏ ba lá cứa vào chân gian rát đàn mũi bay vo vo dập cả vào mặt vào tay anh chúng bu vào đùi anh cắn, mặc xác chúng, cũng chẳng còn hở tay nào mà đuổi. Ra đến giữa sình, bàn chân Tùng vẫn dê dê trên lớp bùn loáng, đặt bước. Bỗng chân phải anh nhấn xuống một cái vũng bùn loãng xẹt, người anh mất thăng băng, nhào đi. Anh cố gượng, nhưng không được, cả người anh nhào xuống nước. Chết cha Tùng vừa thoáng nghĩ, vừa gượng đứng dậy, toàn thân anh ướt sũng Nước từ vành mũ, từ mặt, từ cánh tay anh nhỏ xuống tong tong. May mà cái bồng trên lưng anh may bằng vải bạt tráng nhựa, chứ không thì ướt sạch. Tiểu đôi trường tân bước nhanh tới. Không kìm được sự nóng này, giọng anh rít lèn. Đã dặn đi dặn lại là phải cẩn thận. Coi kỹ lại, có rơi cái gì không? Tùng tiếp tục đi. Đến chân lổ anh vin tay vào cành cây, bước lên bờ. Anh đảo nhanh mắt qua hai bên, rồi cúi lom khom. Bước vội trên lớp đá lồn nhộn. Những cục đá đâm vào gan bàn chân để chân của anh, đau nhoi nhói cái cảm giác bất chợt một viên đạn từ đầu kia hay đầu này bay vút tới cắm phập vào thái dương anh làm anh co người lại anh bước vội sang bên kia đường lại cái cảm giác ngay bên kia trong đám lá tơi nhờ nhờ ổ phục kích của địch đã nằm sẵn chờ đợi bỗng chốc những vệt chớp sáng xanh lét anh còn chưa kịp nghe thấy tiếng nổ những viên đạn nhọn ngoắt nóng bỏng đã thi nhau cắm phầm phập vào người anh anh bỗng thấy ớn lạnh gần như run lên con đường mòn và cánh rừng lúc xúc đã tạm thời che chở cho anh. Anh bước nhanh vào trong rừng, cảm thấy như người vừa thoát nạn, anh vừa thở hồn hển, vừa xài những bước thật dài cho kịp đội hình phía trước của khẩu đội. Đại đội dừng lại, dồn đội hình, tùng quăng ngay cái chân pháo đánh phịch xuống gốc cây, làm hưng phải giết lên. Cậu khùng đấy à, khẽ chứ, chợt nhận ra tùng bị ngã, ướt như chuột. Hưng đứng dậy, đến bên tùng. Cởi ngay quần áo ra, mình giúp một tay, vắt sạch nước đi. Rồi chẳng đợi Tùng phản ứng, Hưng đã cởi những cái nút áo, lột cái áo ra khỏi người Tùng. Tùng đứng im, giơ tay lên, như đứa trẻ được người lớn thay đồ. Cắt ngang con đường mòn, đội hình hành quân bước vào rừng. Lớp lá dưới chân lạo xạo, các chiến sĩ bám theo những thân cây như ngón tay được trinh sát bẻ GAP xuống, làm dấu. Cánh rừng lúc xúc, thỉnh thoảng xen những vạt cỏ chanh, nên trời sáng những làn gió trên trảng cỏ ùa vào người, mát rượi. Một sợi dây rừng mắc vào cái cần khóa nòng, kéo khẩu pháo giật lại làm hưng suýt vập vào đuôi pháo. Quỳ với tay lại gỡ cái dây, nhưng không được, dây dợ lăng nhằng, quỳ vừa vong tục, vừa hạ khẩu pháo xuống. Đến bờ suối, chỉ còn cách vài trăm mét là tới chốt cầu của địch. Khẩu đội phải lội qua con suối rộng, nhưng về mùa khô, nước chỗ sâu nhất chỉ quá đầu gối. Qua suối, men theo bờ rốc thẳng đứng, các chiến sĩ đi xuội. Bỗng trên không vang lên hai tiếng nổ bục bục, pháo sáng. Các chiến sĩ vội nép mình vào thành dốc dựng đứng, chân ngâm trong nước. Phúc chốc, toàn vùng sáng rừng rực. Những quả pháo sáng từ căn cứ địch vẫn thi nhau bay lên, vỡ ra, trói sáng. Quả trước chưa rơi xuống tới mặt đất, quả sau đã bay lên. Không gian quanh chốt cầu sáng trưng, tường chừng con trồn chạy trong vườn chuối ở trên lộ cũng có thể nhìn thấy được. Bị lộ trăng, ý nghĩ ấy thoáng chạy trong óc trung đội trưởng thình. Nhưng anh lại nhanh chóng tự trả lời không lẽ nào. Sương xuống ướt vành mũ, các chiến sĩ vẫn đứng, như dán lưng vào thành dốc. Pháo sáng địch tắt, khẩu đội trường tân thở phào. Nhanh lên, đến chạm con suối cạn thì rẽ vào, ngược lên vườn chuối. Đội hình khẩu đội vừa vào đến vị trí chiếm lĩnh trận địa thì pháo sáng địch lại vọt lên. Từ đó, không lúc nào trên trời tắt ánh pháo sáng. Không thể ngược vào rừng cắt gỗ, làm hầm được, các chiến sĩ phải khoét hàm ếch vào thành con suối cạn, làm công sự. Những chiếc sẻng cá nhân được rút ra khỏi bó đạn, họ phải nằm xuống lòng suối cạn mà nhấn lưới sàng vào thành suối. Mọi cử động của họ đều phải hết sức tiết kiệm trước cây sáng vằng vặc của pháo sáng địch. Tổ pháo đặt pháo lên bờ suối. Ở đây, dưới ánh pháo sáng, Hưng đã nhìn thấy rõ lô cốt đầu cầu và thấp thoáng những mái tôn trong tung thâm chốt dịch. Có tiếng nghì từ xa, tiếng động rõ dần, phúc chốc tiếng động cơ máy bay vang lên. Một chiếc C-130 đen xỉ, to như con trâu, lượn vòng quanh căn cứ. Vòng lượn của chiếc máy bay lớn dần ra. Tiếng kêu vo vo, nghe dần dần như tiếng gầm gừ của thần chết trên đầu các chiến sĩ. Bỗng có tiếng nổ. Những thùng đạn 20 ly tới tấp lao xuống, nổ lục bục trên mặt đất. Chiếc máy bay vẫn vòng lượn, vãi đạn xuống cánh rừng thưa xung quanh chốt. Trên ấy, khẩu 85 nòng dài của ta đang triển khai trận địa các chiến sĩ chui vội vào những công sự hàm ếch, nông chèn. Các bùm, một quả dốc két trên máy bay phóng xuống. Tiếng nổ đanh tai, khói bốc lên mù mịt, khét lẹt. Quả dốc két đã phóng trúng hầm tác. Chiếc máy bay bay qua đầu, anh em nhào tới. Tác đã tắt thở. Người anh bị mảnh đạn găm be bét, cháy xém. Các chiến sĩ dứng lặng trước người chiến sĩ trẻ nhất khẩu đội, mới về đơn vị gần một năm nay. Tùng thấy ớn lạnh ở sống lưng khi vuốt mắt cho người đồng đội thân yêu của mình tạm thời phải gói tử sĩ lại, đặt trong công sự, chờ vận tải của tiểu đoàn xuống, mang ra. Mở sáng, hai phát pháo hiệu từ trong rừng su bay vọt lên, báo hiệu lệnh tiến công căn cứ địch bắt đầu. Những quả đạn 105 và 85 ly trên đồi xé toạc không khí, lao qua đầu đội hình bộ binh, nổ tung vào căn cứ địch. Sau một đợt cấp tập, lệnh xuống, khẩu đê ca diệt ngay lô cốt đầu cầu. Hưng nhảy vào vị trí ngắm bắn, tùng nạp đạn, quả đạn xé không khí, nổ tung vào cái lô cốt đắp bằng bao cát trên mặt lộ. Bắn xong ba quả đạn, tổ pháo lại nhảy xuống lòng suối, chờ lệnh. Các cỡ pháo bắn thẳng của ta đặt trên đồi, vẫn tiếp tục rộng vào căn cứ địch. Trời sáng rõ, từ trận địa khẩu DK, các chiến sĩ đã nhìn rõ từng lô cốt địch bố trí hai bên đầu cầu và hai bên mép lộ. Chiếc lô cốt đầu cầu đã bị bắn sập, bọn địch chắc đã chạy cả về tung thâm. Khẩu DK 106,7 của chúng vẫn bắn ra cấp tập, các cỡ súng của địch thi nhau nhà đạn hai giờ đồng hồ liền đại đội tám bộ binh không lên được tình hình diễn ra không thuận lợi như dự kiến trung đoàn quyết định sử dụng tối đa hỏa lực kìm chặt bọn địch trong căn cứ chuẩn bị đến xế chiều sẽ sung phong khẩu đội dk của tân được lệnh thỉnh thoảng bắn vài quả vào tung thâm đại bác của ta trên đồi thay nhau cầm canh vào chốt địch mặt trời lên cao nắng đổ lửa xuống trận địa tiếng súng con trong căn cứ địch thưa dần có lúc lặng nghi hưng lấy cơm nắm ra, quỳ tùng và hưng ăn cơm Hưng cắn những miếng cơm nắm to nhai ngon lành con cá khô kho mặn tưởng cứng lưỡi hưng vẫn thấy ngọt quỳ xoa hai bàn tay vào nhau lấy dao sắt nắm cơm ẩn tùng quỳ vừa giục tùng vừa đưa lát cơm lên miệng tùng cầm lát cơm quỳ đưa cắn một miếng miếng cơm khô khốc tùng nhai chậu chạo thi thể tác hiện ra trước mặt tùng là miếng cơm chợt tắc ở cổ họng anh nhắm mắt lại gắng nuốt. Phải vất vả lắm anh mới nuốt được vài miếng cơm. Tùng vẫn nổi tiếng là tay ăn khỏe trong khẩu đội. Hồi còn hành quân trên trường Sơn. Một ăn gô cơm nén thật chặt, một nhúng ruốc mặn. Nhưng chỉ sau lần giải lao đầu tiên, Tùng đã làm bay quá nửa. Số còn lại, phải bóp mồm, dành cho lúc về gần tới cứ, mới dám ăn. Quỷ đưa thêm cho Tùng lát cơm nữa, Tùng lắc đầu. Ăn xong, các chiến sĩ chui vào công sự nghỉ pháo vẫn bay xoẹt xoẹt trên đầu, nổ lục bục trong chốt. Trận địa phơi ra dưới cái nắng hầm hập, mồ hôi tóa ra, nhễ nhại, tùng năm dán lưng vào thành công sự. Đất mới đào, còn ẩm, cảm thấy man mát, tùng với cái mũ mềm, đặt lên mặt, ở hầm bên cạnh, hưng đã thở đều. Trông hưng ngủ vô tư, ngon lành, như là chả phải cậu ta đang nằm ở trận địa, mà cái ác liệt chết chóc của chiến tranh chỉ cách gang tấp. Quỳ ngồi trong lùm cây bên cạnh pháo, cảnh giới anh chàng quê chính gốc đất cảng này lại chẳng có dáng dấp con nhà phố tí nào hiền đến hơi đần ấy là bọn thằng tắc hay trêu cậu ta vậy chứ quỳ trả cù lần tí nào ở cứ hắn là tay đầu tiên đặt nền móng cho quan hệ giữa đại đội với cơ quan của quận ở bên kia suối bên ấy có mấy cô gái rất mê hắn mà hắn cũng có hoa tay đấy có công chuyên hội họp gì cần trang trí là bên địa phương cử người qua đơn vị chủ lực nhờ hỗ trợ quỳ sang liền và lần nào hắn ta cũng làm vừa lòng đôi bạn kể cả khi được nhờ trang trí hộ đám cưới. Thời gian trôi qua chậm chạp, ông mặt trời như lì lợm, đứng yên tại chỗ, không chịu bước qua bên kia, ung dung ném xuống mặt đốt cái nắng quái ác. Hưng đã lên cảnh giới thay cho quỳ, Tùng vốn không sao chợp mắt được, hai mí mắt cứ diêm dịp lại thì hình ảnh chung lại hiên lên, căng mắt Tùng ra. Người ta sinh ra, lớn lên, mười mấy, hai chục năm trời, thật chật vật gian nan, Vậy mà chỉ sau một tiếng nổ, người ta đã có thể ra đi. Thật dễ, thật nhanh, cũng thật nhẹ nhàng. Một cái đầu đạn, một mảnh pháo, hết. Hết phần 1.